chưa có. Hello, hello, xin chào tất cả các tình yêu của em nha. Chào mừng tất cả các chị đẹp đã quay trở lại với phiên live của nhà Thiên Dũng nha cả nhà ơi. Rồi, tình yêu nào, chị đẹp nào hiện tại của em mình đang vào xem live mình tương tái mình tim tim lên dùm em đi cả nhà ơi. Hôm nay bên nhà em lên cho mấy chị một con hàng mới nha cả nhà ơi. Tim tim chấm chấm mình tương tác qua lại với em nha chị ơi, để mình nhận về mất giá hồi bên em nha chị. Trời ơi, con này hôm nay lên giá chấn động luôn mấy chị ơi, 125.000 một áo. Nhưng hiện tại nha, em đang thấy mấy chị mua trong giỏ hàng đang có giá là bao nhiêu? 109.000, 85.000 luôn kìa mấy chị ơi. Mấy chị ơi tranh thủ vào giỏ hàng để mình săn nha. Em đang ghim là 100.000 đúng không mấy chị ơi? 100.000 dùm em nha cả nhà ơi. Chị nào hôm nay săn con này 100.000 là chúc mừng mấy chị đẹp của em luôn nha. Em đang like là 125.000. Trời ơi em mua 85.000 kìa mấy chị ơi. Con này hiện tại đang có giá 85.000 luôn dùm em nha. Thôi rồi mấy chị ơi, con này mà chị nào đang thấy 85.000 là lấy liền đi cả nhà ơi. 85.000 luôn dùm em nha. Đây chị nào mà hiện tại em đang bán là 125, nhưng chị nào mua dưới 125 là mấy chị đang được trợ giá nha cả nhà ơi. Trời ơi mấy chị ơi, em đang thấy mấy chị mua có nhiêu, có 100.000 là 85.000 luôn. Em đang mua có 85.000 thôi á cả nhà ơi. Đây form dáng cho đến chốc phải con này là cực kỳ đẹp luôn giùm em nha. Từ 40 cho đến 85 con đổ về giùm em luôn mấy chị ơi. Dạ 40 con đổ lên 85 con đổ về, mình mặc vừa mặc đẹp cho em nha chị ơi. Rồi, màu tím luôn dùm em nè, in hoa là trên ngực một bông, dưới tà một bông luôn cả nhà ơi. Rồi 125.000 luôn dùm em nha, tay dài cổ tim luôn dùm em nha. Đây cái phần này nè mấy chị ơi, cái phần tay là em cũng có in bông cho mấy chị luôn nha. Tùy á em, tùy mà mấy chị. Rồi 125.000 luôn dùm em nha cả nhà ơi. 125 là giá em đang bán, chị nào mua dưới giá 125 thì tranh thủ vào giỏ hàng nha cả nhà ơi. Rồi mấy chị ơi, tranh thủ vào giỏ hàng mình mua được cái giá nào là chúc mừng mấy chị đẹp của em luôn nha. Lấy bông bóng xuống chị. Rồi con này mấy chị ơi, chị nào lấy chọn giùm em là xanh lá nha cả nhà ơi. Mình chọn màu xanh, 125.000 nó đẹp như thế này. Mất giá hồi từ bên em luôn nha chị ơi. Chỉ với 125 cành cho mình thôi nha mấy chị. Nhanh tay mình nhấp vào giỏ hàng, chọn mà chọn size chúng luôn trên live cho em nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ và là mình sẽ mặc vừa mặc đẹp từ mình em luôn nha chị ơi. Đây con này chọn giùm em luôn màu trắng mấy chị ơi. Rồi trắng 125, trắng là sang chảnh luôn giùm em nha cả nhà ơi. Size từ số 1 đến số 5, từ 40 cho đến 85 con đổ về giùm em nha. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn mấy chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là trắng 125 cả nhà ơi. Rồi trắng 125 luôn giùm em nha. Mình chọn mà chọn size chút luôn trên live nhận về mất giá hồi từ bên em đi chị ơi. Chọn mà chọn size với em chị. Có con mà nào thì lấy con mà đó cho em đi chị ơi. Có em có cho mấy chị là 11 mà tha hồ mới chịu lựa chọn nha, tông sáng tông tối. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là tím cà mấy chị ơi, 125.000 màu tím cà giùm em nha. Trời ơi mấy chị ơi, nhìn cái phần in bông của nó là cực kỳ đẹp luôn giùm em nha. Trên ngực một bông và dưới tà một bông luôn giùm em. Chị có giá là 125.000 thôi mấy chị ơi. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn giùm em nha. Rồi con này là cổ tim nút ngọc luôn mấy chị ơi. Con này em đang mặc là cổ tim nút ngọc này, đóng hoàn toàn trực tiếp vào áo cho mấy chị luôn nha. Hơn con mà nè thì nhanh tay mình chốt liền chốt lẹ con mà đó thì chị ơi chọn. Rồi 1m57 con là chọn giùm em là size 3, 42 con là chọn giùm em là size 1 nha. Đây em lên tiếp bảng màu mới chơi màu đen. Màu đen 125 cành giùm em chị ơi. 1m60 con là hết tới giới hàng, chọn size 3 nha. 52 con lấy gì mình là size 2 đi chị ơi. Size 2 là mình sẽ mặc vừa mặc đẹp cho em luôn nha chị. Rồi mấy chị ơi, chị nào đang thấy giá 85.000 hay là dưới giá 85.000 nữa, em khuyên thiệt là mình nên vô giỏ hàng mình mua đi cục diện ơi. Từ form dáng cho đến chốt phải là cực kỳ đẹp luôn giùm em nha. Rồi 125 luôn giùm em cả nhà ơi. 125.000 luôn giùm em nha. 125 cành giùm em luôn nha chị ơi. Mẫu này có 11 mà tha hồ mới chịu lựa chọn luôn. Tông sáng tông tối đều có đổ cho em nha. 40 con đổ lên 85 con. Đang mặc hiện tại lấy giúp em là cam sữa nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại, chị nào lấy chọn giúp em là cam sữa nha cả nhà ơi. Bông bên em là bông hình ép in nở trực tiếp trên áo cho mình, rất là chắc chắn, giặt tay giặt máy là vô tư xanh ngọc chị ơi. Xanh ngọc 125 cành với em nha. 1m60 60 con là nhóc vào giỏ hàng, chọn size 3 gì em đi chị ơi. Dạ 1m50 60 con là hai tới giỏ hàng, chọn size 4 gì em nha. Size 4 là sẽ là vừa là đẹp cho em đi chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu vàng mấy chị ơi. Rồi vàng 125 luôn giùm em nha. Vàng 125 luôn mấy chị ơi. 125.000 màu vàng luôn giùm em nha. Rồi 125 màu vàng luôn cả nhà. Với em ơi, từ 40 cho đến 85 con độ về giùm em nha. Rồi chị nào lấy con này chọn giùm em là vàng 125 cả nhà ơi.
Dạ nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, em đang mặc cho mấy chịu là con cam sữa nha, 125 cành giúp em luôn. Lên tiếp mấy chịu là con cuối cả con mà hồng sen giùm em đi chị, hồng sen giúp em nha chị ơi, 125 cành giùm em ơi, nha. Đẹp chưa mấy chị ơi, rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là hồng sen mấy chị ơi. Rồi hồng sen 125 luôn giùm em cả nhà ơi, hồng sen 125 luôn giùm em nha, 125.000 mà hồng sen luôn cả nhà ơi, hồng sen 125 luôn giùm em nha. Dạ chị có 1m50 chị nặng 52 cân lấy giùm là size 2 luôn nha chị ơi, size 2 là sẽ là vừa lề cho em nha chị ơi, 40 cân đổ lên 85 cân. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh dương cả nhà ơi. Rồi xanh dương 125 em vô bảng màu lên nè. Xanh dương 125 dạ, hồng sen. Hồng sen 125 cành giúp em nha chị ơi. Rồi tiếp theo là màu vàng giúp em chị, màu vàng giúp em nha. Chị nào đến xem like ưng màu nào lấy màu đó chị, xanh ngọc giùm em luôn nè chị ơi. Xanh ngọc 125 cành giúp đẹp em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị đẹp lên nha chị ơi. Rồi dạ. Mấy chị ơi để em ghim lại nha, chị nào đang thấy dưới giá 125.000 là nên mua, tại vì con này em ghim bán là 125 đấy cả nhà phải em ơi. 125.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào nó nói mấy chị ơi, chị nào con này lấy giùm em là tím cà nha, ngọt ngào nhẹ nhàng giùm em. Tím bên em nó sẽ có hai màu, một tím quế và một tím cà, mình lấy tím cà thì mình lấy, mình lấy tím quế thì mình lấy giùm em nha. Đây. Rồi em có màu cam sủi với màu đen là 85.000 đó cả nhà ơi. Dạ. Mấy con kia là 118.000 tùy vào cái tài khoản của dạ, mấy chị đúng nữa rồi, nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là màu tím quế giùm em nha, 125.000 luôn. Tím quế sang cho em luôn chị ơi, tím quế sang trọng cho em rất là xinh luôn nè chị. In bông là in ở trước ngực và in ở dưới tà cho em rất là xinh nha. In bông dạ, là hoa đào. Trên ngực một bông, dưới tà một bông luôn giùm em. Rồi 125.000 con này chọn giùm em là màu tím cà nha cả nhà ơi. 125.000 luôn giùm em. Chị nào đây xem live mà mình ưng được cái mẫu này thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng chị ơi, 125 cành thôi là nhận về con áo rất là xinh cho mình rồi. Mua em nó về mặc đi đám tiệc nè, chùa chiền hay là nội trợ nha. Dạ. Nhớ về cho bà cho chị em mình mặc đều đẹp đều xinh luôn nha chị rồi, ơi. Rồi con này là quá rẻ luôn rồi mấy chị ơi. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh lá nha cả nhà ơi. Rồi 125.000 màu xanh lá luôn giùm em cả nhà ơi. 125 luôn giùm em nha. 57 cân là mình chọn giùm em là size 3, 42 dạ, cân là chọn giùm em là size 1 nha. Có 11 mà tha hồ mới chịu lựa chọn luôn nha, tông sáng tông tối đều có đủ cho mình luôn nha chị ơi. Chị nào đang xem dạ, like mình khờ mình tim tên dành ra vài giây mình tim tên follow chị, chia sẻ like cho em chị chia ơi. Chia sẻ like giùm em dạ, cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em luôn, nó sẽ là màu đen nha cả nhà ơi. Rồi đen 125 luôn giùm em, màu rất là đẹp luôn. Còn em đang mặc là cam sữa quá cưng luôn đúng không cả nhà ơi. Rồi đen mặc chị nào lấy chọn giùm em là cam sữa nha cả nhà ơi. Quần thì mấy chị có thể phối quần trắng và quần đen đều được luôn giùm em nha. Dạ. 40 con đổ lên 85 con đổ về là sẽ vừa mặc đẹp cho em nha chị ơi. Rồi 125 em đang mặc là cam sữa nha cả nhà ơi, cam sữa 125 luôn giùm em, cam sữa 125 nha cả nhà ơi. 42 con lấy giùm em là size 1 với cục vàng ơi. Rồi mình phối quần trắng quần đen đều được luôn giùm em nha, 125.000 luôn mới chơi, đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha chị ơi, cảm ơn chị đã đặt hàng nha. Ơn con mà nào thì lấy con mà đó chị ơi, 11 mà tương đương với ơi mà 11 tông màu cho em luôn nha chị ơi, tông rồi, sáng tông tối đều nè, có đủ trắng cho đỏ mình luôn. Vàng nè mấy chơi, cam sữa nè hay là tím cà tím quế xanh du xanh lá gì là em có đủ cho mấy dạ, chị trong con rồi, mẫu này luôn giùm em nha. Rồi mấy chị cảm thấy con nào màu nào phù hợp với da của mấy chị thì mấy chị cứ lấy về, có nhiều chị da trắng da ngâm gì đó mình cảm thấy trong miếng vải hơi nóng quá rồi nó ác cái tôi quá. Ủa, biết cho em đỡ chị không biết chứ. Rồi cho quay chút xíu thôi. Rồi 125.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh lá cả nhà ơi. Rồi xanh lá 125 luôn giùm em. 125 cành giùm em là giờ nhận về con áo rất là xinh cho mình nha chị ơi. Chị nào đây xem lá mình ưng được con mà thì nhanh tay đi chị. Mình nhanh tay đi nhà, nhanh tay mình nhờ. Nhanh tay thao tác cho hàng chọn mà chọn sai chút luôn cho like nhận về mất giá hời luôn nha. Phải xì về em chờ chất lợi lợi phải thun cho em chị ơi. Thun là thun cho nhập cho mình cho chị, nó sẽ có độ co giãn mềm mịn cho mình mặc thoải mái thoáng mát cho chị yêu luôn nha. Ơn con mà nè thì lấy con mà đó chị, 11 màu lên tương dạ, 11 mà khác tha hồ mới chịu lựa chọn luôn nha chị ơi, rất là xinh rất là đẹp cho em luôn nha chị. 125 cành một con giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu trắng cả nhà ơi. Rồi trắng 125 luôn giùm em nha. Rồi trắng 125 cả nhà ơi, trắng 125 luôn giùm em nha. Trời ơi con này nó đẹp lắm mấy chị ơi. Còn em đang mặc là cổ tim tay dài nút dạ, ngọc luôn giùm em nha. Cổ là cổ tim, tay là tay dài nút là nút ngọc tính trực tiếp cho nó cho mình nha chị ơi. Rất là chắc chắn, giặt tay giặt máy là photo gì em luôn. 40 con đổ lên 85 con đổ về với em chị.
Vậy cao 1m50 chị nặng 40 cân mà sao này em nhóc và giỏ hàng chọn size 1. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là size lá mới chơi. 125.000 để em ghim lại trên giỏ hàng, quần là 85.000, quần hiện tại em có ghim lên là mã 1 cho mình rồi nha. Rồi chị nào vô giỏ hàng coi thử giùm em ưng màu nào thì mình cứ nhấp vào giỏ hàng màu đó mấy chị ơi. 125.000 một áo luôn mấy chị ơi, giúp em nha. Rồi 125 chị nào mà không biết được hay là đặt hàng không được cái gì đó cứ comment lên mình hỏi em để bên em có thể hỗ trợ cho mấy chị yêu của em nha. Dạ ơn con mà nè, thì lấy con mà đó đi chị ơi, rất là xinh cho em nha chị. Chọn mà chọn sai chút luôn cho like nhận về mức giá hời từ bên em luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là trắng 125 mấy chị ơi, trắng 125 luôn giùm em nha. Rồi chị nào lấy con này chọn giùm em là trắng 125 cả nhà ơi, trắng 125 luôn giùm em nha. Dạ trắng 125 cành giùm em luôn nha chị ơi, rất là xinh cho mình chị. Lên tiếp mấy chị là tím cà, tím cà 125 giùm em luôn nha chị ơi. Ơn con mà nè, lấy màu đó rồi đi chị. Con này chị nào lấy chọn giùm em là tím cà mấy chơi, tím cà 125 luôn giùm em nha. Rồi 125.000 màu tím cà luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là màu đen cà nhà ơi, đen 125 luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu tím quế cả nhà ơi, tím quế 125.000 luôn giùm em nha. Tím quế 125 luôn cả nhà ơi. Tím quế 125 cả nhà em luôn nha chị ơi. Chọn mà chọn sai chút luôn cho like nhận về mức giá hời cho mình nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh ngọc nha cả nhà ơi. Rồi xanh ngọc 125 luôn, đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha chị ơi. 40 con đổ lên, 85 con đổ về làm mình mặc vừa mặc đẹp cho em nha. Chị cao 1m50, chị nặng 52 con, lấy size 2 cho em chị ơi. Dạ 40 con là nhóc và giỏ hàng chọn size 1 nha. 75 con lấy dịch là size 5 luôn. Rồi con này chọn giùm em là vàng 125, hoa mai vàng luôn giùm em nha cả nhà ơi. 125.000 màu vàng luôn giùm em nha. Rồi 125.000 luôn mấy chị ơi. Còn em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là màu hồng sen giùm em nha. Chọn màu chọn size chốt luôn trên like nhận về mức giá hời luôn nha chị ơi. Đang mặc cho mấy chị là con cam sữa nha. Đang cầm cho mấy chị là con hồng sen giùm em đi chị ơi. Chất liệu là phải thun co giãn mềm mịn cho mình, mặc thoải mái thấu mát cho chị nha. Cổ là cổ tim, nút là nút ngập đến trực tiếp trên áo. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh dương mấy chị ơi, xanh dương 125 giùm em nha. Dạ chị ơi, chị mới chốt được 85.000 nè em. Trời ơi. Cảm ơn chị nha chị ơi, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ơn con mà nè thì chốt vào đó đi chị. Dạ rồi, nút là nút ngập nó trực tiếp cho nó cho mình. Trời ơi, trời hiện tại con này em thấy mấy chị mua đang được cái giá hồi rất là nhiều luôn á. Cho chị xem bộ sau lưng kế màu tím đó em. Dạ chú ơi, cáo này hả? Cáo này là áo là 125. Hoa sen là 125, để em vui cho chị coi nè. Cái đó là áo in hoa sen 125.000, em mới vừa xuống con này luôn á. Chị ơi, là em lên con này nè. 125.000 giùm em một áo nha. Còn quần là 85.000, cả xếp là 174 á cục vàng ơi. Dạ mình nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi, chị Phạm Thị Tươi ơi, chị nhấp vào giỏ hàng cho chị Tươi ơi, để em coi cho mình là mở máy nha chị Tươi. Rồi con này nó đẹp lắm mấy chơi, in 4D, in ở nhiệt độ cao luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là 125 luôn cả nhà ơi. Trời ơi cái vải nó in nó đã lắm mấy chơi. Dạ 125. Rồi chị Tươi ơi, nhấp vào giỏ hàng chọn mã 30 với em chị Tươi ơi. Mã 30 là mẫu đó. Mã 30. Dạ mã 30 là in bông hoa sen giùm em nha. Trong đó mình coi giùm em là cái gì, cái bảng màu của vàng ơi, để mình coi thử giùm em mình ưng được màu nào mình chốt màu đó giùm em nha. Rồi 125.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi 57 cân là mình chọn giùm em là size 3 nha cục vàng ơi. Rồi chị đẹp nào tình yêu nào hiện tại có em mình đang vào xem live mình ưng được em đang mặc nữa thì mình tranh thủ vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Đã đặt đã mua đã săn được rồi comment cho em biết nha, đã đặt thành công một áo rất là xinh cho mình luôn nha chị ơi. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha. Dạ rồi chọn mà chọn size chút luôn trên live chị. 40 con đổ lên, 85 con đổ rồi là sẽ mặc vừa mặc đầy từ bên em luôn nha. Dạ ơn con mà nè, lấy màu đó chị ơi. Chị cao 1m60, 60 cân là nhấp vào giỏ hàng chọn size 3 nha chị ơi. Size 3 dạ, em nha. Em tư giống size cho mình rồi, mình cứ mạnh dạn mình nhấp vào giỏ hàng luôn giùm em nha. 125.000 con này là cổ tim 75 con là lấy size 5 nha. 75 con nhấp vào giỏ hàng chọn size 5 giùm em đi chị ơi. Size 5 là sẽ là vừa là đẹp giùm em luôn. Ơn con mà nè thì lấy con màu đó chị, chọn màu chọn size cho con này chị nào lấy chọn giùm em là màu hồng sen nha cả nhà ơi. Rồi hồng sen 125.000 luôn giùm em nha. Hồng sen 125 nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là vàng cả nhà ơi. Rồi vàng 125 cả nhà, vàng 125 luôn giùm em. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là xanh ngọc nha cả nhà ơi. Xanh ngọc 125.000 luôn. In bông là in trước ngọc và in dưới tà một bông nha chị ơi. Trước ngọc một bông, dưới tà một bông, rất là chắc chắn luôn nha. Chắc tay giặt má. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu tím quế cả nhà ơi. Rồi tím quế 125 luôn giùm em nha. 125.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu đen cả nhà ơi. Rồi đen 125 luôn giùm em. Dạ chọn mà chọn sai chút luôn trên like nha chị ơi. 40 con đổ lên, 85 con đổ về giúp em nha chị.
tím cà giúp em chịu ơi. Màu trắng cà nhớ trắng 125, còn em đang mặc là cam sữa nhé cà nhớ ơi. Trời ơi cái màu nó ngọt, cái màu này nó có xanh ngọc nữa chị ơi, có xanh ngọc nha. Đây xanh ngọc nè chị ơi. Đây chị ơi, xanh ngọc của mình thì chị xanh ngọc rất là xinh cho mình luôn nha, chỉ với 125 cà cho em thôi nha. Cháu yêu này thương quá đi Trời ơi sao cái mặt nó ghê vậy? Chúc cháu yêu mạnh khỏe nha. Dạ rồi, con cảm ơn cô nha. Trời ơi sao cái mặt nó ghê vậy? Trời tự nhiên cô nha, tự nhiên cô comment các con quay qua con nhìn hết hồn chưa? Sao nó đen thua vậy em? Con làm cái app gì hay ghê vậy? Khó kiếm lắm. Trời ơi cái mặt thì nó bự như cái mâm luôn. Vậy là không, vậy là do cái này á chứ không phải là do cái mặt ở nhà có chút xíu rồi không, vậy là do cái này á, tại không có cái áp. Cái áp nó bình thường à, vậy có này á. Thì có cái khác không, cái máy nào phát sáng lên được không? Quyết nữa để kiếm. Buồn cho một cuộc tình thiệt chứ. Được không? Ừ nó đỡ hơn, nó sáng hơn rồi đó. Okay. Rồi 125 ngàn luôn, giùm em nó bắt cái app gì mà đen thui à. Rồi 125 ngàn luôn giùm em nha, cột về của em ơi. Dạ con cảm ơn cô nha cô ơi. Đây con này chọn giùm em là màu xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc 125 giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi nãy giờ like không nhìn luôn á. Trời nhìn tới cái muốn xỉu luôn á. Rồi 125 luôn cả nhà ơi. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn giùm em nha. Dạ cảm ơn chị đã đặt được hàng luôn nha. Xỉu chưa? Chuẩn bị rồi đó. Xỉu đi em khiên cho nè. Khiên vào quán dưới luôn. Ơn con mà nè, thì lấy con mà đó cho em đi chị ơi. 40 con đổ lên, 85 con đổ về giúp em nha. Chị nào mình đang xem like nè, mình dành ra vài giây mình tim tim chấm chấm tương tác qua lại với em nha. Chia sẻ like cho em đi chị ơi để nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha chị ơi. Rồi, có 125 ngàn thôi mấy chị ơi, 125 luôn giùm em nha. Rồi, 125 cam sữa giùm em cả nhà ơi, cam sữa 125 luôn giùm em nha. Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em luôn cả nhà ơi, nó sẽ là con màu xanh ngọc giùm em nha. Rồi, xanh ngọc 125 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu tím cà nha cả nhà. Dạ. Tím cà 125 luôn giúp em. Tím cà 125 cành giùm em luôn nha chị ơi, rất là xinh cho em nha. Chị nào đang xem live mà mình ưng được con tím cà thì nhanh tay nhấc vào giỏ hàng đi chị. Chọn rồi trắng 125 luôn. Trời ơi mấy chị ơi nhìn cái vải này cực kỳ đẹp luôn giùm em nha. Nó là in 4D, in con này nè mấy chị ơi, in bông ở vào áo rộng nhiệt độ cao. Nên mấy chị cũng chẳng lo về cái vấn đề nó sẽ bị gắt nha cả nhà với em ơi. Rồi dạ. 125 luôn giùm em. 125 cành giùm em rồi để mặc nguyên bộ màu đen cho mấy chị coi nha mấy cục vàng ơi. 125 ngàn luôn giùm em nha. 57 con là chọn giùm em là size 3 cục vàng ơi. 42 con là chọn giùm em là size 1 nha. Rồi chị nào đã săn đã mua đã đặt được rồi comment cho em biết nha mấy chị ơi, thì mán từ từ đi. Rồi 125 luôn giùm em là cam sữa mấy chị ơi. Cam sữa 125 ngàn luôn giùm em nha. Dạ rồi 125 cành luôn một con cho em đi chị ơi, nhanh tay mình nhấp vào giỏ hàng đi chị. Chọn mà chọn sai chút luôn trên like sẽ nhận về mức giá hời từ bên em luôn nha. Chỉ với 125 cành cho mình thôi, 40 con đổ lên, 80 con đổ về giùm em chị ơi. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha. Rồi dạ. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn giùm em nha cục vàng ơi. Rồi chị nào đã săn đã mua đã đặt được rồi comment cho em biết mấy chị ơi. 40 con chọn giùm em là size 1 rồi, để mặc size 1 khác. Chị nào lấy cam sữa thì vô giỏ hàng giùm em đi nha. Chị nào lấy cam sữa thì vô giỏ hàng chọn giùm em. Dạ. Cam sữa màu đẹp lắm mấy chị ơi. Em sang con màu khác cho mấy chị tham khảo nha. Chị nào đang xem live mình chấm chấm mình tương tác qua lại với em chị ơi để nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha chị. Dạ rồi như ưng con nào thì lấy con đó chị ơi, chọn mà chọn sai chút luôn trên live nhận về mức giá hời trên em nha. Trên tao quen đang cầm là con xanh dương mà vàng và màu xanh lá gì em chị ơi. Chị nào đang xem live nè chấm chấm mình tương tác qua lại với em nha. Tim tim và màn follow và chia sẻ like giùm cho chị ơi. Nhà bông in là in trực tiếp trên áo cho mình rất là chắc chắn, giặt tay giặt máy là vô tư luôn cho em nha chị ơi. Chỉ với 125 cành thôi là nhận về con áo rất là xinh như mình rồi chị. Mua em nó về mặc đi đám tiệc nè, hay là nội trợ ở nhà mua về cho bà cho mẹ đều đẹp đều xinh giùm em nha. Rồi nguyên một set đen luôn cả nhà ơi. Con này luôn giùm em áo 125 quần 85 ngàn, cả set là 210 nha. Rồi con chị nào mình muốn mua áo cũng được, muốn mua quần cũng được luôn giùm em nha. Trời mấy chị ơi con áo in hoa đào này đẹp quá cả nhà ơi, 125 ngàn luôn giùm em nha. Dạ chỉ với 125 cành giùm em luôn nha chị. Rồi ơi. Nói gì nói cái màu đen nó cưng lắm ấy chị ơi. Rồi 125 ngàn cổ bên em cũng vừa phải, không hề rộng mà nó cũng không quá là ôm nha cả nhà ơi. Có nhiều chị sợ là rộng quá mặt nó bị hở nhưng không nha, cổ bên em là nó vừa phải cho mấy chị luôn á. Rồi 125 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi.
Chọn mà chọn sai chút luôn trên live nha chị ơi. Chị cao 1m50 nặng 60 con là nhấp vào giỏ hàng chọn C4 với em nha. Trời 40 ơi. Con nhấp vào giỏ hàng chọn C1 nha chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là tím cà, mới chơi tím cà 125 luôn giùm em nha. Dạ. Chọn mà chọn sai chút luôn trên live nha chị ơi. Sai bên em là 40 con đổ lên 85 con đổ về nha. Có 5 sai cho mấy chị luôn, sai 1 2 3 4 5 cho em chị ơi. Tổng cho mấy chị là 5 sai nha. Hơn con mà nào thì lấy con màu đó chị. Mình không biết mặt size nào thì lên cho em là cái chiều cao kèm cân. Mình không biết bản thân của mình mặc size nào thì mình lên chiều cao kèm cân nặng giùm em đi để em tư vấn cho. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là tím cà, mới chơi tím cà 125 luôn giùm em nha. Dạ tím cà 125 cà giùm em luôn nha chị ơi. Chọn mà chọn size chút luôn trên live giùm em chị. Rồi em lên tiếp mấy chịu là con xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc tao 125 cành giùm em luôn. Đang mặc mấy chịu là con màu đen 125 giùm luôn chị ơi. Tiếp tục là cho mấy chịu là tím Huế giùm là chị, tím Huế 125 giùm em nha. Rất là xinh, rất là đẹp cho em luôn, vải xì với em. Giá chất là vải thun cho em chị, thun là thun nhạt cho em luôn, nó sẽ có độ co giãn mềm mịn cho mình. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là trắng mới chơi. Rồi trắng 125 luôn giùm em. Trời ơi cái màu trắng nó cưng quá mới chơi. Rồi trắng 125. Dạ, hello chị Lan Phương nha, chị 1m52 53 con là chọn giùm em là size 2 cục vàng ơi. 41 con mặc đồ không em dạ đồ. 41 con là chọn giúp em là size 1 nha. Hàng bên nhà em từ 40 cho đến 85 con nhận hàng về, mà nếu trường hợp như mấy chị mặc không vừa hay gì đó, bên em là sẽ có hỗ trợ đổi size cho mấy chị luôn. Bên em sẽ có hỗ trợ cho mình nữa nha mấy chị ơi. Ưng con mà nè thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị. Mẫu này có 11 màu mà tương đương với tông mà tông tối tông sáng em đều có đổi cho mấy chị luôn nha. Cổ là cổ tim, nút là nút ngập đứng trực tiếp cho nó cho mình, rất là chắc chắn cho mình nha chị. Nhanh tay giặt máy là vô tư với em luôn nha. Chỉ với 125 cành cho mình thôi nha mấy chị ơi. Đang mặc cho mấy chị là con màu đen in bông trước ngực chở với tài một bao cho em nha chị. Chọn mà chọn sai chút luôn trên live cho em nhận về mức giá hồi giá rẻ từ bên em luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Lan Phương đã đặt được đơn lên giùm em nha. Rồi, cảm ơn chị nha cục vàng ơi, cảm ơn chị Phương rất là nhiều nha. Rồi 125.000 luôn mới chơi, 125 luôn giúp em là màu đen nha cả nhà ơi. Rồi đen 125 luôn giùm em nha. 40 con là chọn giùm em là size 1 đi cục vàng ơi. 40 con là chọn giúp em là size 1 nha. Dạ 40 con là chọn giùm em là size 1 là sẽ là vừa là đẹp cho em luôn nha chị ơi. 75 con nhấp vào giỏ hàng chọn size 5 nha. 1m50 60 con là nhấp vào giỏ hàng chọn C4 là sẽ là vừa là đẹp cho em luôn nha chị ơi. Dạ. Chị nào đi xem live này mình chấm chấm mình tương tác qua lại với em nha, để view cao cao lên giúp em đi chị ơi, để mình nhận về mức giá hời giá rẻ bên em nha. Rồi 125 luôn giùm em, bạn vô lại bản màu cho mấy chị coi một dạ lần rồi nữa nha. Màu trắng nhiều đi chị ơi, màu trắng 125 cạnh giúp em luôn. Tím Huế 125 nhiều đi chị ơi, tím Huế 125 nhiều em luôn nha. Rồi lên tiếp mấy chị luôn là con xanh ngọc này chị, xanh ngọc 125. Dạ rồi tím cà với em đi chị ơi, con cuối cùng tím cà nha. Dạ rồi tiếp theo cho mấy chị là con xanh xanh dương nè chị ơi, xanh dương màu vàng giùm em nha chị. Xanh lá. Rồi 125 còn em đang mặc hiện tại nè, chị nào mua dưới 125 là mình đang được hỗ trợ nha cả nhà ơi. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị nó sẽ là đen nha cả nhà ơi. Rồi đen 125 luôn giùm em cả nhà ơi. Trời cái màu đen nó sang mấy chị ơi, nhìn cái phần này nè. Rồi quan trọng là cái phần bông này mấy chị ơi, có tháo hay gì đi nữa nó cũng không bị rách không bị bung nha cả nhà. Dạ nó là chị nào đang xem live mình ưng được cái mẫu này nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi. Dạ không biết cách đặt hàng thì comment lên đây nha, em sẽ hỗ trợ, em sẽ hướng dẫn cho chị cách đặt hàng cho chị ơi. Còn chị nào mà đang xem live mà mình đã đặt được hàng rồi thì comment lên đây cho em biết nha. Lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm cho mình cho chị ơi. Dạ tri ân cho mấy chị rất là nhiều cho mình cho chị, rất là xinh, rất là đẹp cho em luôn. Rồi 89.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Chị 89. Ủa 125. 125.000 mắt nó đen. Gì đâu? Nó bị dính gì rồi. Rồi 125 luôn cả nhà. Dạ. 125 cành giùm em chị ơi, 11 mà cho em nha. Dạ tông sáng tông tối đều có đổi cho mình luôn nha chị ơi. Ưng con mà nè thì lấy con mà đó cho em chị. Đây chị ơi, lên tiếp mấy chị là con tím cà nè chị ơi, tím cà 125 giùm em nha. In bông là in bông trước ngực, in ở chỗ mặt trước và in bông trước ngực ở dưới tà cho em rất là xinh nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là tím cà 125 cà nhớ ơi. Còn em đang mặc hiện tại cho mấy chị là màu đen, đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha. Cảm ơn chị đã đặt hàng được luôn nha chị ơi. Rồi cuối cùng cũng có chú à. Rồi con này
Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em là tím cà mấy chị ơi. Ôm con mà nè, thì chốt màu đó nha, đang mặc cho mấy chị là con màu đen nha chị ơi, màu đen sang trọng rất là xinh luôn nè chị ơi. Con trên đồ cho em luôn là con tím cà cho em, chị tím cà rất là ngọt cho em nha. Chị nào mình thích tông ngọt, tông sáng thì mình lấy con xanh ngọc nè, hay là mình lấy tím cà con màu trắng cam sữa cũng rất là xinh luôn nha chị ơi. Nha, còn chị nào thích tông nhu thì mình lấy cho em là con xanh. Nha, mình lấy cho em là cái tông mà xanh ngọc. Xanh ngọc. Rồi, xanh ngọc 125 luôn giùm em gì? Ngọc đó. Tông nhu mình lấy cho em là con xanh dương á chị ơi, xanh dương xanh coban á. Hồng sen của mình nữa này chị ơi, có hồng sen nữa. Đây hồng sen nữa cục vàng ơi. Rồi con này chọn giùm em nó xà mà hồng sen giùm em nha, 125.000 luôn mấy chị ơi. Hồng sen 125 luôn giùm em nha. Dạ, ơn con nè thì lấy cho con đó đi chị ơi, 125 giùm em nha. Rồi 125.000 luôn, chị nào đặt đơn thì mình tranh thủ vào giỏ hàng nha cả nhà ơi. 125.000 một áo size từ số 1 đi đến số 5 giùm em nha. Mắt chị quăng lên ghế tôi. Chụp cái mã xem mở vô đi. Cái mã xem mở. Rồi em qua mẫu luôn nha cả nhà ơi. Chị nào lấy em đang mặc thì chất là chất vải là vải thun giùm em nha. Con này là vải thun mới cục vàng ơi. Rồi em sang mẫu cho mấy chị luôn nha chị ơi. Trên tay có đang cầm là xanh lá cho em chị. Hóa ra đây là con người tập của chị sao? Đừng nói vậy. Em chị thấy cái chai nước em nốc nãy giờ không? Chị thấy chai nước em nốc nãy giờ không? Chị dạ. Hỏi cái chua em, chị biết tại sao em uống đó không? Chưa tỉnh hả? Ừ không, cái chai đó nó chua nó tỉnh ngủ. Vậy thì uống này dễ tỉnh lắm. Ơn con nào thì chốt con đó cho em chị ơi, chọn mà chọn sai chốt luôn trên like cho em nha. Trên tay của em đang cầm với chị yêu ơi là con xanh lá màu vàng và xanh dương cho em luôn chị. Nhã bông là bông in trước ngực một bông, bên dưới tà một bông cho em, rất là xinh rất là đẹp cho em luôn nha. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, 125 cành thôi là sở hữu em áo rất là xinh cho mình rồi. Chọn mà chọn sai mình chốt luôn trên like nhận về mức giá hời bên em nha. Mẫu này em có cho mấy chị là 11 mà tông sáng tông tối em đều có đổi cho mình luôn nha chị ơi. Mình ưng được con mà này thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn mà chọn sai chút luôn trên like sẽ nhận về mức giá hời từ bên em nha. Phải xì với em, cho chất lượng là phải thun cho em nha chị, thun là thun nhặt cho em luôn, nó sẽ có độ co giãn mềm mịn cho mình mặc thoải mái thoáng mát cho chị yêu nha. Rồi em chuẩn bị sang mẫu mới cho mình luôn nha chị ơi. Chị nào đang xem like mà mình ưng được cái mẫu này thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị. Nếu không biết cách đặt hàng thì comment lên đây nha, em sẽ hỗ trợ, em sẽ hướng dẫn cho mình đặt hàng luôn nha chị ơi. Rồi em chuẩn bị sang mẫu mới cho mấy chị luôn. Cho nè, tức cái 1-2 giờ sáng con qua hậu. Ủa, có một bữa mắt chị bù lại được chị? Chị thích hai bữa, chị ngủ một bữa sao nó bù lại được? Đúng không? Một đứa thôi, một đứa thì quen chút kia rồi, một đứa không quen thì nhiều chừa lắm. Rồi chị nào đang xem like nè chị ơi, nhanh tay giúp em nha, nhấp vào giá hàng đi chị để mình nhận về mức giá hời giá trị ân bên em luôn nha chị ơi. Dạ, với em đang em thấy mấy chị ơi đặt được gì? Dạ. Một cái hai tay gì. Ừ. Cảm thấy rồi em sang mẫu mới luôn chị ơi, em sang mẫu nha. Em lên tiếp mẫu nha cả nhà của em ơi. Đây là chuẩn chị mua mấy cái mặt đẹp quá. À vậy hả chị ơi, có người gửi mua giùm hả chị lên cái này, còn mấy chị nhắn vào shop thì bên em có bạn hỗ trợ cho mình nha. Dạ còn mấy cái này lên này giùm em đi. Rồi mấy chị ơi em lên tiếp tục hàng cho cả nhà của em nha. Chị nào đang vào xem live tương tác lên giùm em đi cả nhà ơi. Tương tác lên giùm em đi để em lên tiếp tục hàng cho cả nhà nè. Rồi lên luôn nha cả nhà ơi, con này hôm nay trơn cho cả nhà luôn nha.
89.000 và em đang mặc hiện tại cho mấy chị là H4 nha cả nhà ơi. Rồi H4 89.000, một con màu cực kỳ đẹp cho em luôn nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc chị nào đấy chọn giùm em là H4 nha. Ồ con H9 rồi nó cũng đẹp nữa nè cả nhà ơi. 89.000 một con. Quần là 85.000, cả set đang like là 173.000 giùm em nha. Trời ơi con màu H9 nè cả nhà ơi. H9 là một con màu xám rất là xinh cho mình nha chị ơi, 89 cành giùm em nha. Chị nào đang xem live mình hơn được con H9. Rồi con này chị nào lấy chị chọn giùm em là H9 89.000 con giùm em nha. Trời ơi con này xinh lắm mấy chị ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là sẽ là H20 còn được 1 2 3 4 nè mấy chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H20 cả nhà ơi. H20 89.000 luôn giùm em. H20 89.000 luôn cả nhà ơi. Từ 40 cho đến 85 độ về giùm em là mặt đẹp nha. Trời ơi con này chọn giùm em H10 40 con đổ lên 85 con đổ về là thêm mặt vừa mặt đẹp cho em luôn nha chị ơi. Chị nào đi xem live mình nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn vài chỗ size với em nha. Rồi H16. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H16 cả nhà ơi. Rồi H16 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi chứ phải đúng này con mới chơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H16 cả nhà ơi. Rồi H16 89.000 luôn giùm em nha. 47 con là size 1, 57 con là chọn giùm em là size 3, 42 con là size. Có đá nữa, có đá nữa. Có. Đâu có đập đâu. Nhưng khi bà Năm nhìn cái bếp kia chứ. Biết sao bà Năm có tẩy. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CH luôn cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CH16 cả nhà ơi. CH16 89.000 luôn giùm em. 42 con là chọn size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha. Chị đã đặt thành công một áo, cảm ơn chị đẹp của em luôn nha cục vàng ơi. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi, con này chọn giùm em là H1 nha mấy chị ơi. Lại cái đấy cái phía hồng cho chị. Rồi con này chị nào lấy dọn giùm em là màu H1 nha cả nhà ơi. Rồi H1 89.000 luôn giùm em. H1 89.000 luôn nha cả nhà ơi. 89.000 màu H1 luôn giùm em nha. H1 89.000 luôn giùm em. 42 con là chọn giùm em là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được rồi comment cho em biết nha cả nhà ơi. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng chọn mà chọn size chốt luôn trên like cho em nha chị ơi. Chỉ với 80, chỉ với 120, chỉ với 89 cạp thôi là nhận về con áo rất là xinh cho mình rồi chị. Chọn mà chọn size chốt luôn trên like nhận về mất giá hời cho mình em nha. Đây con này chị nào lấy chọn em. Thôi chị ngồi nha, chị ngủ càng sáng sáng chị càng dễ không nổi, và đi làm mà chị càng không tỉnh được. Ồ, chứ không phải là ngủ sớm mà chị khỏe đâu em. Chị hút 12 giờ đêm chứ chị bình thường. Em ngủ sớm rồi khỏe. Chị ngủ sớm thì chị sáng thì dậy không nổi. Đây đáng lẽ người ta ngủ sớm là sáng người ta dậy nổi đúng không? Còn chị ngược lại. Đây, con này chọn giùm em H1. Em ngủ càng sớm em dậy càng sớm. Con này mà hát mấy vậy em? Rồi ưng con mà nào thì chốt liền con mà đó cho em chị ơi. H15 với em nha chị ơi. H15 con xanh biển rất là đẹp cho mình nè chị. Con H15 giùm em nha. Ưng chị nào đây xem like nè, mình ưng được con H15 thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi. Còn được có size 4 và size 5 cho mình hả chị? Con này hả? Size 1 còn kìa em. Cái 2 còn kìa, kêu Hoài Hiên mỗi cái 5 đi. Thôi 3 mỗi cái 5 đi, nó còn nhóc đó kìa. Tại vì trong kho nó hết á. 1, 2, 3 mỗi cái 5. Rồi con này chọn giùm em luôn mấy chơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là H15 nha cả nhà ơi. H15 89.000 luôn giùm em nha. H15 89.000 luôn mấy chơi. 40 cho đến 85 con độ về H15 luôn giùm em. Rồi 42 con là chọn giùm em là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H20 cả nhà ơi. Trời ơi H20 đẹp quá. H20 89.000 luôn giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào đang vào xem live tim ti vào màn hình nha cả nhà ơi. 174.000 là cả set, áo là 89.000, quần 85.000 luôn giùm em nha. Rồi mình đang vào xem live, mình tương tác, mình tim tim lên giùm em đi cả nhà ơi. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H3 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H3 nè. Màu H8 luôn giùm em nè cả nhà ơi.
mấy ai nữa vậy? Ừ? Mấy ai vậy? Trời ơi, con này chọn giùm em là màu H8 cả nhà ơi. Trời ơi, con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H8 cả nhà ơi. H8 89.000 luôn giùm em, con H15 em còn, đợi em tí em vô dạo hàng nha mấy chị ơi. Đợi em tí đi, cục vàng em vô dạo hàng cái. Rồi mấy chị ơi, chị nào đang vào xem live mình tương tán mình tim lên giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 một áo quần, 85.000 cả set, đang la là 174.000 luôn giùm em nha. Trời ơi con này xinh quá mấy chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là màu H8 nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H8 nha. H8 89.000 luôn giùm em nha. Đã đặt thành công một áo, cảm ơn chị đẹp của em luôn nha cục vàng ơi. Cảm ơn chị đẹp của em đã đặt được đơn luôn giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, coi lại giùm em, chị nào mình đang vào xem live mình vẫn chưa đặt được đơn nữa thì mình báo giùm em để bên em có thể hỗ trợ cho mấy chị để mấy chị được lên đơn thành công nha. Rồi, 89.000 một áo quần là 85.000. Trời ơi, cái gì vậy trời? Chị, bỏ vô cho chị đi. Bỏ vô chị. Chết ở đây luôn đúng không? Thôi chết rồi chị. Quá wow, trời tiền rớt rồi. Bọc ghế, bọc ghế. Bọc ghế. Rồi chị nào đang vào xem live mình tương tán lên giùm em nha. Dạ hát con. 862 con, 1m62 là chọn giùm em là size 3 nha. Rồi nhấp vào giỏ hàng chọn size 3 đây chị him cho. Để em him vô giỏ hàng cái mấy chị ơi, em him vô giỏ hàng để em like cái nha mấy chị, đợi em tí nha. Mấy chị đợi em tí nha mấy chị ơi, để em him vô giỏ hàng một cái. Đợi em một tí mấy cục vàng ơi, để em him vô giỏ hàng cái cho mấy chị nha. Rồi chị nào đang vào xem like đã săn, đã mua, đã đặt được rồi comment cho em biết mấy chị ơi. 47 con chọn giùm em là size 1 nha, 47 là size 1 giùm em. Dạ 47 con là nhóc vào giỏ hàng chọn size 1 giùm em chị ơi. Size 1 là sẽ là vừa là đẹp cho em luôn nha. Đó là chị nào đang xem like nè, mình hơn được con mà nè thì nhanh tay nhóc vào giỏ hàng đi chị. Chọn mà chọn size mình chốt luôn cho like, nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha. Rồi hơn con mà nè thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng chị ơi, chọn mà chọn size chút luôn trên like nha. Dạ chị cao 1m50, chị nặng 52 con, lấy giùm là size 2 đi chị ơi. Size 2 là sẽ là vừa là đẹp cho em luôn nha chị ơi, nhanh tay nhấp vào giỏ hàng cho em chị. Dạ rồi chị nào đi xem like mình nhanh tay nhấp vào giỏ hàng em đang mặc có số 3 nha, em đang mặc hiện tại là còn đủ size từ size 1 đến size 5 là em còn đủ nha. 1, 2, 3, 4 là em còn đủ nha cục vàng ơi, size 5 em cũng còn. Chị nào từ khoảng 40 cho đến 85 con độ về là mặc được nha. Rồi đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là màu H4 nha cả nhà ơi. H4 89.000 con này, chọn giùm em là màu H8 nha. Hiện tại những con này là em còn đủ, em mới lên like lại cho cả nhà của em á. Đây con H15 nè cả nhà ơi. Được rồi. Chị him mất rồi, kệ đi đó thôi. Quá đau buồn thiệt chứ. Không có gì. Không. Chết luôn. Không sao đâu, chắc chịu có. Thôi đi.
em ơi. Chị không tin vào buổi chiều sao? Không nha. Rồi 89.000 áo đang mặc là số mấy vậy? Size H4 giùm em nha. Để đi bà, để ghim lên lại nè. Áo đang, áo đang mang số mấy vậy? Size H4 để em ghim lên lại cho. Rồi size H4 nha chị ơi, chị em đang mặc là size 1 với chị. Cái con này size H4, size 3 nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CH15 89.000. Em lộn mà H mới chơi, H15. Trời ơi, H15 luôn giùm em nha cả nhà ơi, H15 89.000 luôn giùm em nha. H4 còn size 3 cho em nha chị ơi, chị nhấp vào giỏ hàng đi chị Thúy Hằng ơi. Dạ chị nhấp vào chứ giỏ hàng giúp em nha. Nhấp vào giỏ hàng đi chị để em ghim lại cho mình nha chị ơi. Rồi xinh lắm mấy chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H20 nha. Con nào màu nào cũng đẹp mà cái con màu kem em đang mặc là cực kỳ tôn da tôn dáng cho mấy chị luôn giùm em nha. Rồi bạn có ghim lên trên giỏ hàng cho mình rồi. Chị dạ. Có 89.000 một áo, quần 85.000, cả set đang la là 174.000 luôn giùm em nha. Ơn con màu nào thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng chọn con màu đó đi chị ơi. Chị với 89 cành thôi là mình sở hữu em áo rất là xinh cho mình rồi chị. Chọn màu chọn size chút luôn trên live cho em nha. 40 con đổ lên 85 con đổ và là sẽ là vừa là đại diện luôn nha chị ơi. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị. Dạ rồi đang mặc cho mấy chị là con H4 cho em nha. Chị cao 1m50, chị nặng 60 con là nhấp vào giỏ hàng chọn C4 cho em nha. 52 con dạ, S2 cho em chị. Tư vấn size cho mình rồi thì mình cứu vô giỏ hàng. Ví dụ như vô giỏ hàng mà vẫn chưa thấy được em đang mặc thì mấy chị báo giùm em để bên em có bạn hỗ trợ cho mấy chị nha. Một áo như thế này là 89.000, một quần là 185.000, cả một set là 174.000. Con này em bán rất là chạy hàng rồi mới chơi. Và đặc biệt cái màu này mấy chị em biết em thích tạo điểm nào không? Nó thì là màu tím cà nha cả nhà ơi. Đây. Trời ơi, con H16 xinh trô mấy chị ơi. Rồi, dạ. Con này H16 của mình em nha. Đang mặc mấy chịu là con H4 với em mình chịu ơi. Lên tiếp trời mấy chịu ơi. Nè. Dạ rồi, lên tiếp mấy chịu là một con màu xám. H8 nha cả nhà ơi. Rồi, con ơi. Này chị nào lấy chọn giùm em là màu H8 nha cả nhà. H8 89.000 luôn giùm em nha. Thun gì vậy chị? Con này là thun lưới giùm em nha cục vàng ơi. Con này em đang mặc hiện tại chất của nó là thun lưới giùm em nha. Nó sẽ có độ co giãn mềm mịn cho mình nha chị ơi. Ơn con mà nè thì chốt mà đó chị, 40 con đổ lên 85 con đổ về là vừa là đẹp em nha, chỉ 89 cành thôi. Mua em nó về mặc đi đám tiệc nè hay là nội trợ nhà chùa chiền đều đẹp đều xinh cho em nên chị ơi. Mua về cho bà cho mẹ đều đẹp đều xinh như em nha, chỉ với 100, chỉ với 89 cành cho mình thôi nha chị ơi. Nha. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em nữa. Em gọi xong. Rồi con này dạ rồi. Chị nào lấy chọn giùm em luôn. 1m45 có áo 1m45 có áo dài không em? Dạ không chơi, dạ bên không, em là từ 1m45 đến 1m7 nha. Áo bên em là cân đấu chứ nó quan trọng là cái bề ngang thôi cục vàng ơi. Dạ bên em là có size có số, chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu, quan trọng là bên em là chủ yếu là cái rồi. Bề ngang cái chiều dài của nó thì như nhau nha cục vàng của em ơi, nên nó không có bị dài nha. 1m45 là còn không có sao đâu cục vàng ơi, mặt không phải là nó dài đâu cục vàng. Đồ của bên em nó size xích nhau nhiều là nó ở cái bề ngang thôi. Dạ. Đây cái bề ngang thôi chị ơi. Cứ lên cho em là cái cân nặng của mình nha chị Bích Liên ơi, chị lên tại cái cân nặng ví dụ như 1m7 mặt là nó không có bị ngắn nhưng mà quan trọng là cái bề ngang của mấy chị thôi. Em đang mặc là thun lưới giùm em nha, 89.000 luôn. Ơi, quan trọng là mình nặng mình cao bao nhiêu là mình nặng bao nhiêu vậy? Dạ ho. H16 1m6262 con chị Hà Tím chọn C3 giùm em chị, nha. Dạ chị Hà Tím chọn C3 giùm em nha để em ghim lại cho mình như chị ơi. Dạ, chị ơi chị biết đặt hàng không chị Hà Tím ơi? Chị nào biết thì mình vào giỏ hàng giùm em. 89.000 một con luôn giùm em nha. 89 cả một con với em nên chị ơi, chọn mà chọn sai mình chốt luôn trên live để nhận về mất giá hồi tình em nha. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi. Dạ con H16 còn C3 của chị M của chị ở nhà chị Hà Tím ơi, nhấp đây, vào giỏ hàng. Con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H20 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H20 nha cả nhà ơi. Dạ. Rồi H20 còn chị Hà Tím ơi, chị biết đặt đơn không? Chị không biết chị nói giùm em để bạn hỗ trợ cho mình để mình nếu lên đơn không được biết nha. Hàng. 62 con là chọn giùm em 63. Là 63 hỏi size 3 là size cao bao nhiêu? Chị cao bao nhiêu vậy chị ơi? Trên 1m6 lấy size 3, dưới 1m6 mình thấp thì mình lấy size 4 giùm em nha. Dạ. Tùy vào chiều cao con nặng, em đang mặc là mã H4 nha cả nhà ơi. H4 là em đang mặc giùm em chị một con màu kem nha. Chị Bích Liễu ơi, một. Chị chọn trời size 1 nha. 1m50 hả chị ơi? 1m48 gì? 1m45. Đây nè ông ơi. Ừ em nói tưởng đâu mà nói bên đây. Trời ơi, 47 con là size 1 giùm em, 1m58 mà 63 con là lấy size 4 giùm em nha. Size 4 nha chị Kim em ơi, chị size 4 nha. Chị nhấp vào giỏ hàng đi chị nhấp vào giỏ hàng chọn trời size 4 ơi, con này 89.000 là chấn động bờ kè luôn mới chơi, 89.000 luôn giùm em nha. Em đang mặc hiện tại trên người là màu H4 và nó sẽ còn đủ size 1, 2, 3, 4, 5 là nó còn đủ cho cả nhà của em luôn nha. Dạ lấy áo đang mặc chị ơi, em hướng dẫn cho mình mua nè cục dạ chị rồi. Ơi. Em hướng dẫn cho mình mua nha chị ơi, chị nào đang xem live nhấp vào giỏ hàng đi chị.
chọn mà chọn size giúp em nha chị ơi. Chút đây, chút em hướng dẫn cho chị mua nè, chị Kim Empo ơi. Đây, chị thấy cái giỏ hàng màu vàng ở góc tay trái màn hình của mấy chị không? Mấy chị nhấp vào cái giỏ hàng màu vàng này giùm em. Cái mẫu em đang like là em để chủ đạo rim nè, chị bấm vào chủ mua giùm em. H4 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Con H4 nè, nó nằm ở đây mấy chị thấy không? Nó nằm ở cái dòng hướng 2 và con H4 em đang mặc ở trong giỏ hàng nó là màu kem, nhưng mà trong giỏ hàng nó đậm hơn. Nhưng nhận hàng về là nó hoàn toàn giống em đang mặc nha mấy chị ơi. Quần ống lớn quá không em, ống tầm khoảng 10-30 nha, cục vàng ống 30 độ về giùm em, ống mỏng đứng nha. Rồi, chọn giùm em là cái size, chị mặc size 4 thì chị chọn giùm em là size 4. Đây, size 4 nó nằm ở đây, bấm vào chỗ mua ngay giùm em. Điền cái này của mình cho đây giùm em nha, chị Kem Mento ơi. Rồi, kéo xuống đây, chọn phương thức thanh toán, bấm vào đặt hàng giùm em là ok. Dạ rồi, nhanh tay nhấp vào giỏ hàng nè chị ơi. Chị Kim To mình ống nhấp vào giỏ hàng. Ống 30 không rộng lắm nha. Tại vì chị biết sao không? Ví dụ như mình nhỏ con đồ này kia thì mình càng nên lấy ống rộng để cho nó che được cái khuyết điểm là dạ. Cái chân của mình. Cái chân của mình nhỏ mình mặc ống rộng người ta nhìn vô người ta sẽ không biết cả nhỏ, tại vì mình đang mặc ống rộng nha. Chị lấy chị một quần luôn. Chị dạ Kim Kim To, chị biết đặt đơn em mới vừa hướng dẫn cho mình nó cục vàng ơi, lấy thì em phải có cách lượng em gửi chứ bây giờ chị biết không? Dạ mẫu đen em biết rồi, bây giờ chị biết dạ đặt đơn không? Nếu mà không biết đặt đơn thì em hướng dẫn lại cho mình nha chị ơi. Để em ghi lại mẫu này mặc cho. Đây để em ghi lại cho mình nha chị ơi. Mẫu em đang mặc và em sẽ ghi lên trên đầu mấy chị cho biết mình sao nha. Không? Mình đặt đơn là mình phải vào giỏ hàng chứ mấy chị comment một cái hai cái làm sao mà em gửi cho mấy chị được đúng không cả nhà ơi? Gửi rồi gửi bằng cách nào? Gửi là gửi ở đâu em không biết đâu cả nhà của em ơi, nên mấy chị đặt đơn chịu khó vào giỏ hàng. Còn chị nào vô giỏ hàng mà đặt không được nữa báo giùm em. Con ơn con mà nè thì chốt đi con mà đó cho em chị ơi, nhanh tay nhấp vào giỏ hàng cho em nha. 40 con đổ lên 85 con đẹp lắm chị ơi, 89.000 luôn giùm em cho ngày hôm nay nha cả nhà ơi. 89.000 một áo, quần là 85.000 luôn giùm em nha. Dạ rồi, lên tiếp với chị ơi nha, con H12 dì em luôn chị, H12 dì em nha, rất là xinh luôn. Một con màu đỏ hình văn hình ô vuông rất là xinh cho em nha rồi, chị ơi. Rồi, 12 89 ngàn luôn giùm em mấy chị ơi. Rồi chị lại nha, chị lại nha, rồi ok chị yêu nha, em chỉ cho chị mua một áo trước rồi, hồi mình mua cái quần mình làm y chang như vậy luôn giùm em. Chị áo dạ chị quần trước đi em ơi, cho chị nhận diện được rồi hả, chị đặt đơn. Chị áo chị cái áo ở đâu rồi, cái quần ở đâu cho chị mua. Dạ rồi, đây nè chị ơi, ở phía góc bình luận nó sẽ có cái giỏ hàng nè, mình nhấp vào cái giỏ hàng nha. Sau đó nó sẽ hiện sản phẩm nha chị ơi. Đây chị, cái mã mà em đang like nó sẽ để là chữ đã ghim cho em nha chị ơi. Còn cái quần là nó để là mã 1 nè chị ơi. Nếu mà muốn đặt mình nhấp vào chữ mua với em nè. Nhấp vào chữ mua nha chị ơi, chọn mà chọn size nha. Nhấp vào chữ mua sau đó sẽ hiện lên bảng mà, sau đó mình chọn mà mình ưng. Sau đó chọn kéo xuống chọn với cái size, nhấp vào chữ xác nhận với em nè chị là thêm vào giỏ hàng rồi nha. Chị hướng dẫn mua luôn đi, em mua trước cái áo trước đi. Dạ rồi, chị hướng dẫn mua thì mình nhấp vào chữ mua nè chị. Chọn màu nha, mình ưng con màu nè thì lấy con màu đó cho em nha chị ơi. Sau đó mình nhấp vào chọn size 1 của mình nè chị. Chọn màu chọn size 1 nha, sau đó nhấn vào chữ mua chị ngay. Chị mặc size 4, chị chọn size 4. Size 4. Rồi, sau đó chị phía trên này nè chị ơi, mình sẽ thêm tên của mình chấm 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 với em nha. Kéo lên mình chọn với là có một thanh toán khi nhận hàng. Nhấn chữ đặt hàng, đơn hàng nó để gửi thành công là có đơn luôn nha chị Kim dạ. Tô ơi. Nè bây giờ chị bấm vô cái giỏ hàng trước, mang màu đó chị xem, mang màu đỏ chị xem. CH12 này nó còn ít dạ. lắm chị ơi, em không mang đâu. Tại vì con CH... nào nó còn nhiều mới mang. Dạ đúng rồi, con CH12 này nó tầm khoảng còn ít hơn chị. Rồi chị ơi, chị Kim em tôi vô giỏ hàng giùm em nha. Con này hiện tại nó chỉ còn có 1-2 thôi. Con nào còn dạ. đủ size em sẽ tranh thủ em mặc con màu đỏ để em mặc lên. Mấy chị không có hỏi là mấy chị không có đơn. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là CH12. Trời ơi con CH20 nó đẹp chấn động luôn. CH20 đẹp chị Kim em ơi. Tô giờ ơi vô giỏ hàng coi thử lại giùm em coi được không. Chọn cái màu mình ưng trước là chị chọn H4, rồi kéo xuống chị chọn cái size 4 giùm em. Rồi chị bấm vào chỗ mua ngay, nó hiện lên cái chỗ kia, chị điền này kia lên bên em gửi hàng cho mình. Kéo xuống chị tích vào thanh toán khi nhận hàng, bấm vào chỗ đặt hàng giùm em là ok la cho mình luôn nha. Dạ ơn con mà nè thì lấy màu đó đi chị ơi, 40 con đổ lên 85 con. Đây con này chọn giùm em là CH20 cả nhà ơi, cái màu bông rất là đẹp luôn giùm em nha. Rồi CH20 còn em lộn màu H20, còn em đang mặc là H4 nha. Chị Kim Tem tôi vô giỏ hàng coi thử lại giùm em coi được không nha. Dạ ơn con mà nè thì chốt liền con mà đó đi chị ơi, 40 con đổ lên 85 con đổ về là sẽ là vừa là đẹp cho em luôn nha. Dạ rồi, rất là xinh, rất là đẹp cho em luôn nha chị ơi. Chọn mà chọn size mình chốt luôn trên like, nhận về mức giá hời bên em nha. Nhanh tay mình nhấp vào giỏ hàng cho em nha chị. 40 con đổ lên 40 con đổ lên 85 con đổ về là sẽ là phần là đẹp cho em nha chị ơi. Chị đợi em tí nha, để em ra like em gọi chị liền nha. Dạ.
Rồi nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn mà chọn size mình chút luôn, trên line là vừa là đẹp cho em luôn nha. Trên tay của em đang cầm là con H12 và H20 chị em luôn chị, nhanh tay nhấp vào giỏ hàng cho em luôn. 89 cành giùm em nha. Chất liệu là thun lưới co giãn mềm mịn cho mình mặc lên thoải mái thoáng mát cho chị yêu luôn nha chị yêu ơi. Dạ cổ là cổ tim, nút là nút ngọc đính trực tiếp trên áo cho em nha chị. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị yêu ơi, chọn mà chọn size mình chút luôn, trên line nhận về mức giá hời từ bên em nha. Dạ rồi, chị nào đang xem live này mà mình chưa biết cách đặt hàng thì comment lên đây nha. Em sẽ lên đây, em sẽ hỗ trợ, em sẽ hướng dẫn cho mấy chị đặt hàng luôn nha chị yêu ơi. Dạ, trên tao cái đây cầm là H20 và con H12 vậy em nha chị. Chọn mà chọn size mình chút luôn, trên live nhận về mức giá hời vậy em luôn. Đã xăng đã mua được rồi, comment lên đây em biết em lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là vừa là đẹp cho em luôn nha chị yêu ơi. Dạ chị cao 1m50, chị nặng 52 con, lấy giờ là size 2 nha chị. 1m60, 60 con nhấp vào giỏ hàng chọn size 3 giùm em nha. Size 3 là sẽ là vừa là đẹp cho em nha chị ơi. Khổ là cổ tim, nút là nút ngọc đến trực tiếp cho nó cho mình, rất là chắc chắn, giặt tay giặt má đều là vô tư cho em luôn nha chị. Dạ, chất liệu là thun lưới cho em nha. Nó sẽ có độ co giãn mềm mịn cho mình mặc thoải mái cho em luôn nha chị ơi. Dạ. H4 sao không sống mà áo của em. Dạ chị ơi, con H4 á chị, mình thao tác cho hàng mình coi trên live đi chị ơi. Nó tại vì á mấy bạn bên em nó chụp cho nó bị thiếu ánh sáng á chị, nó chụp cho mấy bạn bên em á chụp trong phòng á nên là nó sẽ bị thiếu ánh sáng nên là cái màu nó sẽ hơi đậm á nha chị ơi. Dạ chị Kim tôi, chị Kim em tô ơi. Nó là mình coi trên live nè chị. Mình coi trên live màu như thế nào mình nhận về là giờ mà như vậy cho em luôn nha. Dạ nó sẽ giống y chang nha chị, nếu mà không giống chị quay lại trên live chị nói với em nha chị ơi. Dạ, rồi mình cứ thao tác cho hàng mình đặt hàng với em như chị Kim em tô ơi. Dạ thao tác giỏ hàng mình đặt hàng giúp em đi chị. Nó sẽ không, nó sẽ cái màu đó trong giỏ hàng nó sẽ hơi bị, nó sẽ đậm hơn mà cái màu ở ngoài cho chị ơi. Nhưng mà em like là em like trực tiếp cho mình chị. Mình cứ coi ở trên like nha chị ơi. Mà trên like màu nào là mình nhận về là con màu đó cho em nha chị, nên là mình đừng có lo nha. Dạ rồi mình cứ nhấp vào giỏ hàng mình đặt hàng cho em đi chị. Nếu mà mình nhận hàng về không giống chị cứ quay ra chị cầm, chị quay lên like chị comment lại cho em nha. Bên em like hàng ngày nào bên em cũng có like hết nha mấy chị ơi, like từ sáng cho tới tối cho mấy chị ơi, từ là 8:30 cho tới 9:00 là bên em mới ngửi ngưng like cho em nhìn mấy chị. Dạ nên là mình đừng có lo như chị em tô ơi. Rồi chị nào mình đang xem live này mà mình chưa nha, mình chưa biết cách đặt hàng thì comment lên đây nha. Em sẽ hỗ trợ, em sẽ hướng dẫn cho mình cách đặt hàng luôn nha chị ơi. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là sẽ mặc vừa mặc đẹp cho em với chị. Ơn con mà nào thì lấy con mà đó cho em chị, chọn mà chọn sai một chút luôn trên like nhận về mức giá hời từ bên em nha. Dạ rồi, chị nào, chị Kim em tôi khi nào mình đặt được hàng thì comment lên đây nha, em sẽ hỗ trợ. Em sẽ lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm cho chị nha chị ơi. 40 con đổ lên, 85 con đổ và lại là sẽ mặc vừa mặc đẹp từ bên em nha chị. Dạ rồi, trên tay có đang cầm là H20 và con H12 cho em chị ơi. Dạ, chị Kim em tô ơi, mình cứ thao tác giao hàng mà đặt hàng giùm em nha chị ơi. Dạ rồi, trên 40 con với em chị ơi, 40 con đổ lên, 85 con đổ về với em nha. Chị cao 1m50, chị nặng 40 cân, mặc size nào em và chị nha yêu ơi, nhấp vào giỏ hàng mình chọn size 1 giùm em nha. 60 con, 1m60 là chị nhấp vào giỏ hàng chọn size 3 giùm em là sẽ là vừa là đẹp chị em nha chị ơi. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng cho em như chị, 75 con là lấy giùm em là size 5 là sẽ là vừa chị em nha. Rồi mấy chị ơi, con này chị nào lấy chọn giùm em là H4 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi H4 89.000 luôn giùm em. H4 sao không giống áo em đang mặc chị biết sao không? Tại vì trong giỏ hàng là nó đậm hơn đúng không cục vàng ơi. Nhưng nhận hàng về là hoàn toàn giống em đang mặc nha cục vàng ơi. Dạ tại vì em đang mặc hiện tại nó sẽ là màu kem mất cục vàng ơi. Trong giỏ hàng nó là giống như là cái màu đậm luôn rồi đó. Trong giỏ hàng nó giống như là màu đậm luôn rồi đó cục vàng ơi. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi, 89.000 một áo luôn giùm em nha. Rồi chị Kem em coi vô giỏ hàng coi được chưa cục vàng của em ơi. Tại vì trong giỏ hàng đó là do mấy bạn chụp hình đó, nó bị thiếu ánh sáng màu này kia á cục vàng. 61 con chị Hạnh Tròn chọn giùm em là size 3 nha chị Hạnh Tròn ơi. Chị Hạnh Tròn là nhấp vào giỏ hàng chọn size 3 giùm em nha. Chọn size 3 giùm em chị ơi, chọn size 3 giùm em nha. Size 3 là sẽ là vừa là đẹp cho em nha chị. Trời ơi đây con này đẹp luôn mấy chị ơi, con màu H18 giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H18 cả nhà ơi. H18 89.000 luôn giùm em nha. Ôi cái màu nó xinh nè mấy chị ơi. H18 luôn giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chị mua được rồi 60k. Trời ơi cảm ơn chị yêu của em luôn nha. Trời ơi chấn động vậy. Trời ơi mua gì có 60.000 nha cục vàng ơi, sao em không thấy đơn của mình vậy. Trời ơi bà thanh toán 60.000 em xỉu cái đập liền đó cục vàng ơi. Trời ơi thanh toán 60.000 thôi mấy chị ơi.
xuất sắc thì chứ. Rồi con này chị đã lấy H14 mua giùm em nha. Ôi là trời, mua cáo em bán 89.000, mua còn 60.000. Mấy chị ơi, thứ gì chịu nổi không, đúng là khách của em mà. Rồi 89.000 H4 mua giùm em mấy chị ơi. Bởi vậy hôm nay mấy chị ơi, ngày 15, 16, 17 là mấy ngày này là mấy chị săn là đúng bài luôn á cả nhà. Tại vì nó vừa hỗ trợ phần tiền là nó sẽ giảm cho mấy chị rồi đúng không, nó sẽ có hỗ trợ thêm cái phí ship cho mấy chị nữa. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H8 cả nhà ơi. Rồi H8 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi con H18 nè cả nhà. Cái con màu mà đẹp nhất em thấy là mấy chị ơi, lấy con màu H20 đi cả nhà. Màu H20 là hai con màu cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Đây con H20 là em đang cầm trên tay, con này là con H10. Rồi H20 giùm em và con này là H16 nha cả nhà của em ơi. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được rồi, comment cho em biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mình luôn nha. Đơn giản, nhẹ nhàng, dễ mặc cho mấy chị luôn nha cả nhà của em ơi. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được rồi, comment cho em biết nha. Dạ ơn con màu nào thì lấy con màu đó cho em đi chị ơi, khi nào mà chị đặt rồi nha. Dạ rồi, ok, cảm ơn cục vàng nha. Miệng chị đặt hàng mà đơn hàng nó báo ra đơn hàng đặt. Trời ơi, mua cái giá gì mà chấn động vậy chế. Trời ơi, thầy ơi, cái khách của thầy mua áo chưa thầy? Thầy ơi, thầy khách thầy mới mua áo 61.000. Khách của thầy mới mua áo 61.000. Ghê thiệt chứ. Trời ơi, trời ơi, sao mấy chị săn đỉnh vũ vậy cả nhà ơi, 89.000 luôn. Dạ rồi em nha. Chị Kim em tô ơi, mình đặt được hàng chứ chị ơi. Khi nào mình đặt được hàng rồi thì comment lên đây cho em biết nha. Em lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm cho mình nha chị ơi. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là H20 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em, nó sẽ là màu H16 giùm em nha, 89.000 luôn cả nhà ơi. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt được rồi, comment lên cho em biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm nha. 61k. Trời ơi. Ơn con nào thì chốt liền con đó cho em đi chị ơi. Chọn mà chọn sai chút luôn trên đây nhận về mức giá hòa cho em luôn nha. Nhanh tay mình nhấp vào gió hàng đi chị. Ok chị yêu của em nha cục vàng ơi. 61k ship cao, nãy 60.000 giờ lên 1.000. Trời ơi chấn động này chứ. Rồi con này chọn giùm em là H8 luôn nha. Chưa bao giờ em đặt được cái áo 61.000. Thiệt luôn mấy chị ơi, em mua đồ mắc hơn mắc hơn mắc như quỷ luôn. Em thiệt cái áo luôn. Cái áo thùng hổm 45.000 quá mắc. Em lên cái em ship cái 61.000. Xong nhiều khi em mua em thấy nó bán có 5.000, 10.000 mấy chị ơi, em mua nó hút em tiền ship nhiều khi chịu mấy luôn. Cái chuyên gia luôn mấy chị ơi, em mua hàng kiểu vậy á. Ê, hổm cái áo á, hổm áo có 18.000, ship cái nặng lên cái 68.000. Em không biết lý do sao ship luôn. 50. Bộ đang mặc giá bao nhiêu? Dạ 174 mấy chị ơi, áo 89.000 cùng 85.000 cả set là 174 mấy cùng vàng 174 là cả set luôn giùm dạ, em nha. Dạ chị Ngọc Nguyễn ơi, để em ghim lại cho mình nha. Để em ghim lại cho mình dễ đặt hàng nha chị ơi. Chị nhấp vào chữ mua đi chị. Nhấp vào chữ mua mình chọn màu, chọn size chút luôn trên live vậy em chị Ngọc Nguyễn ơi. Dạ rồi, em có ghim lại giỏ hàng cho mấy chị rồi nha. Nhanh tay mình nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi, chọn màu, chọn size chút luôn trên live nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là vừa là đại cho em luôn nha chị. Rồi đang mặc cho mấy chị là con H4 giùm em luôn nha. Đang cầm mấy chị là con H1 giùm em nè chị. Rồi con này chị nào luôn lấy chọn giùm em là H1, còn em đang mặc chị nào lấy thì nên lấy đi cả nhà ơi. Con H4 nó xinh lắm mấy chị ơi. Rồi đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là màu H4 nha cả nhà ơi. H4 89.000 luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là màu xanh ngọc giùm em nha. Dạ, đây chị ơi con H5 với em chịu ơi. Rồi con này H5 luôn giùm em, H5 là cam sữa, xanh ngọc là H1 giùm em nha. Rồi con này là cam sữa giùm em luôn mấy chị ơi. Ơn con màu nào thì lấy con màu đó cho em chịu ơi, chọn màu chọn size chút luôn trên like nha. H18 với em chị, con H18 rất là đẹp luôn nè chị ơi. Rồi, bộ đang mặc là 174, chị nào đặt thì nhấp vào giỏ hàng để em ghim sản phẩm lên cho mấy chị nha. 89.000 một áo quần, 85.000 luôn giùm em mấy chị ơi. Đây con này chọn giùm em là H18 nha cả nhà ơi. Trời lâu lắm dữ lắm luôn rồi đó mấy chị ơi, mới like lại con này cho dạ mấy chị luôn á. Nên là chị nào đang xem like á, nhanh tay mình nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi, mình chọn màu chọn size chút luôn trên like để nhận về mức giá hồi bên em nha. Chỉ với 89 cành thôi là mình nhận phải con áo rất là xinh. Dạ rồi, em đang lên like cho mấy chị là con H12, H16 và con H20 cho em đi chị ơi. Nó là chị nào đang xem like nè, mà mình ưng được cái con màu này thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng chọn màu chọn size chút luôn trên like nha chị ơi. Dạ. Chị nào đang xem like á, mình đã đặt được hàng rồi thì comment lên đây cho em biết cho em lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm cho mình luôn nha chị ơi. 89 cành cho em nha chị. Dạ rồi, con H20 là một con rất là xinh cho em nè chị ơi, một con màu cam rất là đẹp nha. Mình nhấp vào giỏ hàng, chị nào đang xem like ưng được con H20 thì nhấp vào giỏ hàng đi chị. Chọn H20, chọn size rồi mình nhận về mức giá hồi bên em nha.
Dạ rồi, ớt mana 89 cà cho em chị ơi, 40 con đổ lên 89 cà. Dạ 40 con đổ lên, 85 con đổ về cho em nha chị ơi, là vừa là đẹp cho em nha. Chị cao 1m50 nặng 52 con, lấy giùm mình là size 2 chị, 40 con là nhóc và giỏ hàng chọn size 1, 75 con nhóc và giỏ hàng chọn size 5 giùm em nha. Size 5 là sẽ là vừa là đẹp cho em nha chị ơi. Dạ. Hả? Ơn con nào thì chốt liền con đó cho em chị ơi, chọn mà chọn size mình chốt luôn trên like để nhận về mức giá hời cho em nha. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn mà chọn size mình chốt luôn trên like để nhận về mức giá hời. Dạ rồi, 40 con đổ lên, 85 con đổ về là vừa là đẹp cho em chị ơi. 1m60, 60 con nhấp vào giỏ hàng chọn size 3 cho em chị ơi. 40 con nhấp vào giỏ hàng chọn size 1 nha. 75 con lấy giùm em size 5 nha chị, size 5 là vừa là đẹp cho em nha. Ơn con nào thì lấy con đó chị em đi chị ơi. Trên tay có đang cầm là con H16, là con xanh dương, xanh biển rất là xinh nha. Con H20 là một con màu cam cho em chị, H12 là một con màu đỏ ở bông hoa văn và ổ vuông cho em rất là xinh nha. 89 cành luôn, 40 con đổ lên, 85 con đổ về là sườn là vừa là đẹp cho em chị ơi. Phải gì với em giải chất lời là dạ H40 sống màu đen mà. Dạ chị ơi, con H4 bên em á chị, là do mấy bạn á chụp trong phòng nên là mấy bạn chụp trong phòng á chị, nên là nó sẽ có màu nó đậm hơn á chị ơi. Mấy bạn chụp bị thiếu ánh sáng á chị. Dạ mình coi trên live, mình cứ coi trên live chị ơi, mình cứ đặt hàng cho em nha. Nếu mà mình nhận về á mà không đúng màu thì cứ quay ra comment là cho em nha chị ơi. Dạ chị Ngọc Quyển ơi, mình cứ nhấp vào giỏ hàng mình chọn màu đi chị. Dạ con H14 là nó đậm hơn một xíu thôi chị ơi, chứ nó không sơn. Chứ mình coi lại cái màu nào là mình nhận về con màu đó cho em nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là vừa là đẹp cho em nha. Rồi, dạ H4. Rồi chị ơi, H4 là em đang mặc giùm em nha, 89.000 luôn giùm em, quần là 85.000, cả set là 174.000 luôn giùm em nha. 174.000 là cả set đang like luôn giùm em, coi dạng dễ mặc, không kén da, không kén dáng, không kén độ tuổi luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em luôn mới chơi, nó sẽ là con màu H14 luôn giùm em nha. H14 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt hàng. Cảm ơn tình yêu của em đã đặt được đơn luôn giùm em nha. Cục vàng ơi, 89.000 luôn giùm em nha. 57 con là mình chọn giùm em là size 3, 42 con là chọn giùm em là size 1 nha. Rồi cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị đã đặt được hàng luôn nha chị ơi. Rất là xinh cho em nè. Chị nào mình đang xem live á mà mình ưa được cái mẫu này nữa thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng cho em nha. Chọn mà chọn size chúng luôn trên live cho em nha. Trời ơi, con này chị nào lấy chọn giùm em luôn mới chơi, nó sẽ là màu H14 của em nha. Con H14 này em có bình linh cho mấy chị rất là xinh luôn nè chị yêu ơi. Dạ rất là xinh cho em nha. Chị nào đang xem live mình ưng được con H14 thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng rồi, đi chị. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H9 mới chơi. Rồi con H20 là nó nằm ở cuối cùng luôn, và con H20 và con H15 luôn giùm em nha. 89.000 một áo, quần là 85.000, cả set đang la là 174. H20 hiện tại bây giờ em còn cho mấy chị là 4 size nha, nó đã hết size 5 rồi. Nó còn được size 1, 2, 3, 4, 5, 4 cho em luôn nha. Rồi con này lấy H20 giùm em, con này chọn giùm em là màu xanh ngọc nha cả nhà ơi. H15. Rồi nó hay ơi. Nó bị hết trơn rồi. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là H15 và con này là H20 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 một con, quần là 85.000, cả xếp là 174.000 luôn giùm em nha. Rồi chị nào đã săn đã mua được rồi comment cho em biết nha cả nhà ơi. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc luôn giùm em nha. Không biết thì mấy chị cứ comment lên bên em sẽ hỗ trợ cho mấy chị nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em nè mấy chị ơi, nó sẽ là màu H20 giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là xanh ngọc nha cả nhà ơi. Rồi con này H15. Nói gì không? Mất tiêu luôn. Thầy chơi con hay gì mà? Chứ hôm nãy dọn lại nguyên cọc đó, dọn lại nó hết. Mở mấy đơn nào trơn. Nãy giờ bán cho thầy được cái thầy. Đây con này chọn giùm em 89.000 H20 giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là màu H15 nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha. Đã đặt thành công một áo, trời ơi. Cảm ơn chị đẹp của em luôn nha, cục diện của em ơi. Rồi mấy chị ơi, chị nào đang vào xem live đã săn đã mua đã đặt đồ nữa rồi comment cho em biết nha. 89.000 luôn mấy chị ơi, màu rất là đẹp luôn giùm em nha. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc cho mình luôn.
trời ơi, con H20 chút xíu mặc cho mấy chị coi, H20 màu đẹp lắm cả nhà ơi. Đây cho mấy chị coi nè. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H20 cả nhà ơi. H20 89.000 luôn giùm em. Con này chị nào lấy nữa chọn giùm em là màu H9 cả nhà ơi. Rồi H9 89.000 luôn giùm em, H9 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H8 nha cả nhà ơi. H8 89.000 luôn giùm em, từ 40 cho đến 85 con độ về giùm em. Con này là mặt đẹp nha. Tương tác mà tim tim lên giùm em đi cả nhà ơi. Đã đặt thành công 2 áo. Rồi con này chọn giùm em là H16 nha cả nhà ơi. Đồ khi mà em like cho cả nhà thì đương nhiên là nó sẽ có trong giỏ hàng cho mấy chị. Chị nào không biết thì báo giùm em, còn chị nào đặt cái này thì lên cái này giùm em nha. Tại vì nguồn nó sẽ không có giỏ hàng thì cái này giùm em nha mấy chị đẹp của em ơi. Rồi con chị nào gặp khó khăn không đặt hàng được hàng á thì mấy chị báo giùm em để bên em có thể hỗ trợ cho mấy chị nha. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em luôn nha. Nó sẽ là màu hắc luôn giùm em cả nhà ơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là H16 nha cả nhà ơi. H16 89.000 luôn giùm em. Cho em coi lại H11 đi chị. Cho em coi H11 đúng không? Đợi chị chút. H11 đâu rồi? Ui chị ơi, H11 giờ nó còn có size 1. Đã đặt 2 áo trời ơi. Size 1 hết rồi cục vàng ơi, giờ nó chỉ còn có size 1 thôi, không còn cái nào trên shop em luôn á cục vàng ơi. Ô giá hàng nó bị lỗi đó, H11 em hết rồi cục vàng ơi. Dạ, rồi H11 em hết rồi chị ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt nè. Con H11 hết thì nó còn. Hết trơn rồi cục vàng ơi, xui quá trời xui. Con H11 không còn khâu nào luôn, không còn size nào đó. Chơi H11 hết rồi, bây giờ chị đổi size màu khác giùm em được không? 89.000 một áo luôn giùm em nha. 89 cả một áo cho em chị ơi, chị nào đang xem live mình ưng được. Trời ơi, chúc mừng chị Tuyết Mai nha. Con này nó gần hết rồi, chị đặt được 2 cái là chấn động luôn á cục vàng ơi. Con này nè, chị đặt được 2 cái kìa. Thiệt mà, tính ra con này bây giờ nó hết nhiều lắm luôn á cả nhà. Không, nguyên cái mẫu này nè, nó hết nhiều. Đúng rồi, cái mẫu này nó hết nhiều. Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em là H3 mới chơi. H3 rồi, em mặc size màu khác cho mấy chị dạ coi rồi, nè em chị. Em mặc size màu khác nha chị ơi. Chị ơi, em mặc size màu khác cho mấy chị coi nha. Chị nào lấy màu kem nữa thì vào giỏ hàng giùm em. 89.000 một áo, quần 85.000, cà phép là 174 giùm em nha cả nhà ơi. 174.000 luôn giùm em, làm mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn giùm em. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc kem nha. Tim tim mình chấm chấm lên giùm em đi cả nhà ơi. Dạ rồi, ôm con màu này thì chốt liền con màu đó cho em nha. Chọn màu, chọn size mình chốt luôn trên like chị ơi. Ơn mà nè thì lấy con mà đó cho em chị ơi, chọn mà chọn sai chút luôn trên la nhận về mức giá hời bên em nha. Đã xăng đã mua comment lên đây cho em biết trong lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm cho em luôn nha chị ơi. Chứ với 89 cành cho mình thôi chị là nhận về con áo rất là xinh cho mình rồi. Mua em nó về mặc đi đám tiệc này hay là nội trợ ở nhà, hay là mua về cho bà cho mẹ đều đẹp đều xinh giùm em luôn chị ơi. Chỉ 89 cành cho mình thôi là nhận về con áo rất là xinh cho mình là chị. Đã sang đã mua comment lên đây em biết em lên đơn thành công cho mình là sẽ có kèm sản phẩm mấy chị nha. 89 cành nhiều em luôn nha chị. Chọn ma chọn sai chút luôn trên la nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha chị yêu ơi. Đây con này luôn mấy chị ơi, H20 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi H20 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi. H20 89.000 luôn giùm em nha. Con dạng thoải mái mềm mịn cho em luôn nha cả nhà ơi. Rồi, chị nào của em mình đang vào xem live, mình tương tác, mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. Đây, em đang mặc hiện tại nè mấy chị ơi, màu H20 giùm em nha. Rồi, H20 89.000 luôn giùm em cả nhà ơi. Dạ, ơn con nè, thì chốt con đó cho em chị ơi. Chọn mà chọn size chút luôn trên live nhận về mức giá hời bên em nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là sẽ làm vừa là đẹp cho em nha chị. Rồi chị nào lấy em đang mặc chọn giùm em, nó sẽ là màu H20 nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc chị nào lấy chọn giùm em là H20 89.000 luôn giùm em, còn được 1, 2, 3, 4 nha cả nhà ơi. Đã săn đã mua đã đặt được nữa rồi báo giùm em, bên em cho đi đơn nha cả nhà ơi, và có kèm sản phẩm cho mấy chị đẹp của em luôn. Chọn mà mình chọn mà chọn sai một chút luôn trên la để nhận về mức giá hời và đem đi chị ơi. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn mà chọn sai cho em nha. Dạ ơn con mà nè thì lấy con mà đó cho em chị, rất là xinh rất là xinh đẹp lắm luôn. Trời ơi, mẫu này cực kỳ đẹp luôn á. Đây con này chị nào lấy chọn giùm em là H15 nha cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H15 89.000, sao xíu xìu vậy hết ra coi.
Rồi, H15 89. Chọn mà chọn sai chút luôn trên like nha chị ơi, 20 mà tương đương với 20 bông hoa văn khác nhau, tha hồ chị lựa chọn luôn nha. Đó là chị nào đang xem live nè. Hôm mình ước được cái mẫu này á thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị. Cái con 12 nó còn 2 cái đây nè nha. Số 2 á. Số 2. Ủa em nói chị rồi mà không nói qua giờ luôn, bảy giờ nói sao trên giỏ hàng nó hết mà. Sao chị định mình có giao vậy? Thôi em biết rồi nha. Trời 89 ngày luôn giùm em á chơi. Dạ. Đây em đang mặc hiện tại là CH20 nha cả nhà ơi. Ơn con mà nè thì lấy liền con mà đó đi chị ơi, chọn mà chọn sai chút luôn trên live nhận về mất giá hời từ bên em luôn nha. Coi trời em đang mặc cái con này là... chị nào lấy chọn giùm em nói chơi. Con này chị nào lấy chọn giùm em là CH luôn giùm em lộn. H4 luôn giùm em nha, cái thằng làm hết hồn hết trơn à. Rồi, cho chị xem H9 rồi. Ok, cục vàng nha, cục dạ vàng rồi cho mình coi H9 luôn nha chị ơi. Em có làm gì đâu. Em đâu có làm gì. Đây H9 là cục vàng ơi, con này chọn giùm em là H9 nha chị Thùy Linh ơi, H9 là 18 giùm em nha. H9 nha chị Thùy Linh ơi. H9 của mình đây chị ơi, chị lên cho em là cái chiều cao kèm cân nặng cơ của mình nha, để em dễ tư vấn sai cho mình nha chị Thùy Linh ơi. Ơn con mà nè thì lấy con mà đó cho em đi chị, 20 mà tương đương với 20 bông. Rồi, H9 89 ngàn, hết màu này mình đổi liền qua xây màu khác giùm em nha cục vàng ơi. Giờ nó không làm luôn á. Bạn nghe mình nó CH23 nó gì cái tự nhiên quýnh ta. Không làm gì mà bị quýnh. Không có làm luôn á. Chị vẫn thấy cho em không có bị uổng, không có bị kiểu như ớt nha, không có ớt được, quá hoài ớt. Không nha em. Rồi con này chọn giùm em nha. Đây. Chị ơi, mình cao 1m62 55 con chị Thùy Linh chọn size 2 giùm em nha chị Thùy Linh ơi. Chị Thùy Linh ơi để em ghim lại cho hàng cho mình dễ. Dạ chị Thùy Linh chọn size 2 giùm em H9 mà còn size 2 đúng không em, kiểm tra lại giùm chị. Rồi H9 là chọn giùm em là size 2 nha cục vàng của em ơi. H9 hình như nãy coi là còn ui nó còn được 1245 luôn. Nó còn được 1245 luôn cục vàng của em ơi. Mình nhấp vào giỏ hàng đi chị ơi để em ghim lại giỏ hàng cho mình dễ đặt hàng nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về. Đây con này chị nào lấy chọn cho em là H9. Em đang mặc là còn đủ size nha. Em đang mặc là còn 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 chứ còn con này em cầm là còn 1, 2, 3, 5. Còn được 1, 2, 3, 5, 8, 9 ngàn luôn dùm em nha cả nhà ơi. 89 ngàn một áo quần, 85 ngàn cả xé là 174 ngàn luôn dùm em. Sọc cam rất là đẹp luôn á chơi. Trong giỏ hàng không có, có chơi có mới like được trong giỏ hàng áo đó. Đang áo em đang mặc còn hết số 5 rồi, em đang mặc hết số 5 rồi chị ơi. Chị ơi em mặc mà con H20 nó hết số 5 rồi. Dạ chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu? Rồi hướng dẫn cho chị mua con này đi em ơi. Hướng dẫn cho chị mua con dạ rồi nè chị ơi. Dạ chị Thùy Linh ơi, ở đây là phiên live của em nè. Chị điểm H1, H2, H3 nè, điểm dạ. Cục vàng ơi. Sau đó chị theo thao tác giỏ hàng ở phía góc bình luận của chị ơi. Nó sẽ có cái giỏ hàng màu vàng giúp em nha. Rồi nó sẽ hiện lên sản phẩm này chị ơi. Cái mã mà em đang like em sẽ ghim lên đầu cho mình. Mình nhấp vào chữ mua cho em nha chị ơi. Nhấp vào chữ mua với em nha. Rồi nhấp vào chữ mua cho em chị ơi. Nó con H em đang mặc là chung chính đúng không? Dạ rồi nè chị ơi, chị đếm với em nha. H1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là nó nằm ở hàng thứ ba con cuối cùng. Có em mới like được. Đây nè chị ơi. Dạ, chị coi với em chị ơi, chị coi mã chứ mình đừng có coi màu nha, coi màu dạ, nó khó coi lắm mình chị. Mình phải coi mã mới chơi dạ, vô cái rồi. Màu là mấy chị biết sao nó bị khác là do nó dạ. Nặng quá cả nhà sau ơi. Sau đó chị chọn với là cái size nha, mặc size nào thì chọn size đó cho em luôn, sau đó nhấn vào chữ mua ngay. Rồi, phía trên này mình sẽ thêm vào chưa? Dạ, chị đặt xong rồi. Ủa? Em bà chị gồm gà quá, chị đặt xuống rồi đó. Tại chị trời ơi, nó chỉ đúng gầm gà luôn, chỉ xong rồi chị Trúc Linh chỉ đặt được. Đây, luôn rồi. Chị nói giùm đâu có chị. Trong cái lúc mà mày chỉ là chị Trúc Linh đã đặt được luôn rồi đó. Tại chị hết á. Tự nhiên tại tôi. Chứ tự gì nữa. Nói chỉ mà tại tôi. Tại chị á. Nãy giờ em để hai chị rồi đó. Nãy có chị kia cũng vậy nha. Chưa kịp hướng dẫn. Đúng rồi, hôm qua cũng có chị kia. Nó chỉ xong rồi chị kia đặt được hai áo một quần, nó chỉ chưa xong nữa mấy chị. Nó ròm rà tới cái mức độ đó đó. Hôm nay chị này đặt có một cái thôi. Mà nó chưa chỉ được nữa đường, nó chị đặt mất tiêu nữa. Đó chị hôm qua không nói đi, chị hôm qua đặt hai áo một quần chị không biết đặt. Đợi nó chị vô chị đặt được ba cái rồi nó vẫn chưa đặt được, nó chưa hướng dẫn cách xong luôn. Thằng này là nó ăn cái gì mà nó chậm chạp thiệt luôn mấy chị ơi. Nó mà like chung với em hoài luôn, trời ơi em nói thiệt với mấy chị bầm mình thiệt luôn á. H3 giùm em nha. Rồi con này chị nào lấy con này coi. Đã gì chị? Trời ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em là mà H5 nha. Trời ơi, cuối cùng cũng có một cục an ủi. Cảm ơn chị yêu đã đặt hàng luôn nha. Trời ơi, cuối cùng cũng có con. Rồi 89 ngàn luôn giùm em mới chơi mà H5 luôn giùm em nha. Rồi 28 thì giỏ hàng 3 mà nó
Rồi 8-9 ngàn luôn giùm em mới cho chốt sốc. Sốc tận ốc, sốc tận não. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H5 cả nhà ơi. Rồi H5 89 ngàn luôn giùm em. Còn em đang mặc hiện tại là mắc 20. Con này chọn giùm em là H9. Rồi H9 89 ngàn luôn giùm em nha. Em đang nghi ngờ cái khả năng của nó rồi mấy chị ơi. Em đang nghi ngờ, em đang rất là nghi ngờ cái khả năng của nó. Đây con này chọn giùm em là màu H8 nha mấy chị ơi. H8 luôn giùm em nha. Dạ H8 nha chị ơi, đang mặc cho mấy chị là con H20 với em nha. Chị nào đây xem live mà mình ưng được cái con này nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị. Chọn mà mình chọn sai chút luôn trên live để nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha chị ơi. 89 cành giùm em nha. Mua em nó về mặc đi đám tiệc nè, nội trợ nhà chùa chuyện đều đẹp được xinh luôn nha. Nó là mua về cho bà, cho mẹ, cho chị em mình mặc đều được luôn nha chị ơi. Chỉ 89 cành cho em thôi. Nó là chị nào đây xem live này nhận ưng được cái mẫu này thì nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị. Chọn mà chọn sai với em nha chị ơi. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là vừa. Đây con nha. Này chị nào lấy chọn giùm em là màu H9 cả nhà ơi. Rồi H9 luôn giùm em, 89 ngàn luôn giùm em nha. Thiếu một cục nước. Thiếu được 4 cục nước. Tìm cho chị cho. Tìm đi. Thiếu được 4 cục. Xem mã 23 ạ. À, rồi để em lên cho chị coi nha. Để em kiếm lên cho mình coi nha thầy Vàng ơi. Chị đợi em tí cho chị ơi, để em coi mã 23 giùm em nha. Trời ơi, con này màu xinh ngọc luôn giùm em, H17 mới chơi. À, cái mẫu đó là in bông 4D ấy, chị ơi, in bông dạ, 4D. Dạ, 125 ngàn, cái đó là in bông 4D nha cục vàng ơi. Cái đó là trên hình sao nhận hàng về trang như vậy, vô lấy cho chị coi thử con đi em ơi. Rồi, con này chị nào lấy chọn giùm em luôn mới chơi, nó H17 giùm em nha. Con muốn coi màu nào vậy? Chị coi màu nào, cục vàng ơi, chị muốn coi màu nào? Đang đói đi ra vô tội. Chị muốn coi màu nào cục vàng ơi, chị muốn coi màu nào chị nói thì bạn cho mình coi nha. Chị ơi, mình có coi màu nào vậy chị, để em lấy cho mình coi nha. Trời ơi, có 89 ngàn thôi mấy chị ơi, màu trắng chị em ơi. Chứ sao mấy chị mở vú kho trên đây like nó không có mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em nè mấy chị, đó là màu H17 giùm em nha. Rồi H17 89 ngàn luôn giùm em mấy chị ơi. H17 89 ngàn luôn giùm em. 42 con là chọn size 1, 57 con là mình chọn size 3 giùm em nha. Rồi chị nào đã săn, đã mua, đã đặt đồ rồi comment cho biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mình luôn. Rồi đang mặc chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là mã H19. Em xin lỗi mấy chị nha. H20 cục vàng ơi, em đang mặc hiện tại cho mấy chị là H20 giùm em, 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em, nó sẽ là con màu H8. H8 89 ngàn, H20 màu đẹp lắm, sọc kem nha cả nhà ơi. 57 con lấy giúp em là size 3, 42 con là chọn size 1. Em đang mặc là còn được 1, 2, 3, 4, còn tổng cộng 4 size cho cả nhà nha. Chị nào ưng em đang mặc nữa thì mấy chị cứ nhanh tay vào dọn hàng luôn giùm em. Đây em vô cho mấy chị một con chữ là con màu H7 giùm em nha. Đây. Ở dưới kho hơi lâu mấy chị ơi. Nó vô mà vô chồng nó lấy size mà, con nữa sắp tới thì chị luôn á. Em muốn mùa màu chị. Đây. Đây cục vàng ơi, nó phải đẹp luôn á, cục vàng đây, con này dạy 4D giùm em nha, 125 ngàn luôn, in bông nha. Trời ơi, con này bán đẹp lắm chị ơi, 125 ngàn luôn á cục vàng. Đây. Tinh lắm chị ơi, 125 ngàn giùm em nha. Con mà này thì chốt liền con mà đó cho em đi chị ơi. Dạ rồi. H7. H7 về em đi chị ơi, 89 cành giúp em nha. Chị nào đây xem live mình đã săn đã mua comment lên đây. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là H9. H9 cả nhà, H9 một con màu xám rất là đẹp cho em luôn nha chị ơi. Hơn con mà nào thì lấy liền con màu đó cho em, chọn mà chọn sai chút luôn trên tay nha. Nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha chị. Rồi ơi, con này chị nào lấy chọn luôn giùm em cái mới chứ ơi, chọn luôn giùm em một cái nha, nó sẽ là màu H5 giùm em nha. H15 mất đi. Quá sức kì nhớ. Rồi con này H4. Chọn mà chọn sai chút luôn trên tay để nhận về mức giá hời từ bên em luôn chị ơi. Nhanh tay nhấc vào giỏ hàng đi chị. Chén giờ cho chị đi. Ít thôi nha, ít thôi. Đa tạ. Con xin cao cấp của chế. Gán đi, gán đi, lâu lâu mới like mà. Đúng không? Rồi, bà ba nút thiều tung co dạng 4 chiều 76 con là xe 5. Chị Thanh Quỳnh ơi, chị lấy cái mẫu dạ. Này đó này giùm em đi. Dạ rồi, ơn con nào thì lấy con đó cho em chị ơi. Áo
áo đang mặc hát máy bị sót. Dạ áo đang mặc là hát 20 nha. Em đang mặc là cuối cùng trong giỏ hàng luôn, hát 20 cuối cùng trong giỏ hàng luôn chị. Chị Thanh Thúy ơi. Em đang mặc là hát 20 cái màu cuối cùng trong giỏ hàng giùm em, hát 20 89.000 luôn giùm em, 47 con là size 1, 52 con là size 2 giùm em nha. Rồi chị nào đã săn đã mua đã đặt được rồi comment cho em biết đi cục vàng ơi. Lên đâu thành công cho mình là luôn. Sẽ có kèm sản phẩm cho chị cho nha. Chế coi size số 5 chị ơi, chơi size số 5 thì nó bự gấp 4 lần em đang mặc chị ơi. Trời ơi bây giờ chị bắt nó đi nữa nó xỉu. Chị ơi, ta nói nhìn cái kho của em đi cục vàng. Chị ơi giờ mình muốn coi màu nào chị ơi, chị muốn coi màu nào mà size chị muốn số 5. Coi số 5. Số 5 nhưng mà coi màu nào. Mới được. Nó bự lắm cục vàng ơi, số 5 nó bự lắm. Chị Kiều Diệp ơi. Chị Kiều Diệp ơi mà muốn coi màu nào gì chị ơi, mình comment lên đây nha để em đi lấy cho mình coi nha chị. Trời ơi. Trời ơi nó hồi dưới kho nó đi, hồi nó xỉu lại tội nghiệp nó mới chơi. Thì size 5 thì em lấy size 5 cho mình, size 5 thì tầm khoảng 85 con độ về đó, chị cao bao nhiêu đặng bao nhiêu cục vàng ơi. Yên tâm, nhận hàng về mà không vừa hay gặp bất kỳ vấn đề gì đó quay là đem hỗ trợ cho cả nhà luôn. Trời ơi chứ không lẽ giờ chị coi size 5 em lấy size 5 rồi hồi chị kia coi size 3 em lấy size 3, trời ơi mấy chị ơi tới công chuyện. Chị coi bông. À chị coi bông đúng không chị kêu Điệp coi ơi. Coi bông. Là sao? Là chị coi bông à, là chị coi cho chị coi với chị vô giỏ hàng coi em ơi. Dạ rồi nè chị yêu ơi, ở phía góc bình luận á. Dạ đây là phiên live của em nè, ở phía góc bình luận nó sẽ có cái giỏ hàng màu vàng nhấp vào cái giỏ hàng nè. Dạ rồi cái mã mà em đang like nó sẽ đều là chữ đặc sắc và chữ đa kim nè. Chị nhấp vào cái chữ mua. Dạ rồi chị nhấp vào chữ mua nè chị ơi, đây chị. Đây cái size 5 đó dưới này nè chị ơi, chị chọn với em nha. Sau đó nó sẽ hiện lên màu nè chị, nhấp vào chọn cái size nha. Là nó sẽ hiện lên những cái màu nào nó còn là nó sẽ hiện, còn những màu nào nó hết là nó sẽ ẩn đi nha chị yêu ơi. Rồi, mình cứ coi với em nha chị Kiều Diệp ơi. Vô giỏ hàng coi đi, chị đặt size nào bên em giao size đó cho mình yên tâm hết cục vàng của em ơi. Tại vì em cho mình coi màu đồ, còn cái size là không thể nào cho coi được hết trơn á mấy chị ơi. Dạ. Rồi chị nào đã săn đã mua đã đặt được rồi, comment đã đặt thành công một áo. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha chị ơi, cảm ơn chị đã đặt hàng nha. Chừng nó lên 2 cả. Rồi đang mặc chị nào, đang mặc hiện tại rồi mấy chị ơi. Chị nào lấy chọn giùm em nó sẽ là màu H20 giùm em nha cả nhà ơi. H20 giùm em nha cả nhà. Con rồi đó, sắp tiêu rồi đó. Chút xíu nữa like xong là 3 tuổi là cây cứu lại nó chụp mỏ rồi đó. Thở không nổi. Đây con này chọn giùm em H17 cả nhà ơi. Rồi con chị Kiều Điệp ơi, vô giỏ hàng coi giùm em coi được chưa nha. Kiều Diệp ớt cục vàng ơi. Chị Kiều Diệp ơi mình coi rồi mình đặt được hàng cho chị ơi. Khi nào chị yêu nào thì em sẽ like nè. Thằng này lấy chúng em nó chọn cái mỏi em ngoài nó chưa không chửi không được. Ơn con mà nào thì lấy con mà đó cho em nha, chọn mà chọn sai chút. Ngồi nói chuyện mà nó có chọi cái mỏi em không à, mà kêu em không chửi nó. Em quýnh nó nó nói không đau vậy em chửi nó. Nó ngồi em nó không trả lời, em thấy ghét quá mấy chị ơi. Đây con này chọn giùm em H17 luôn giùm em nha. H17 89.000 luôn giùm em, giờ không biết em làm gì nó luôn á. Quýnh nó thì nó đau không đau, mà chửi nó nó ngồi em ghê à. Không chửi lại. Ê sao làm được vậy? Anh nhắm cửa tay chuột quá vậy? Tay tuổi heo chị. Tay nhỏ xíu vậy? Rồi 89.000 cái lỗ tai gì có phải lớn vậy trời? Nhỏ xíu vậy? Bà đo thử rồi, bà thử, bà đo lại thử rồi. Tay ta dài vậy nè ông ơi. Rồi, đo, tới coi. Rồi. Rồi bà đo rồi. Chưa được nửa cái chị nhé. Hơn nửa cái bà nhiêu tuổi? Bà nhiêu tuổi rồi? Bà bao nhiêu, tôi bao nhiêu? Thôi ông ơi, ông vẫn nhỏ nha, lỗ tai có chút xíu rồi trời. Trời 89 ngàn luôn giùm em H17. Nhưng em không, chị nói. Thôi thì tôi mất đó, làm mất công đẹp tai lắm. H17 luôn giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, đã săn thành công một áo. Dạ rồi, cảm ơn chị luôn nha, cảm ơn chị đã đăng hàng luôn nha chị ơi. Rất là xinh cho mình luôn nha. Đang mặc mấy chị là con H20 gì em nha chị. H20 89 cành giùm em luôn. Ơn được con mà nào thì lấy con mà đó cho em chọn mà chọn sao mình chút luôn cho la nhận về mức giá hồi bên em nha. Rồi chị nào săn được nữa rồi báo giùm em cho đi đơn và có kèm sản phẩm cho mình luôn. 89.000 một áo, quần là 85.000, cả set đang la là 174.000 luôn giùm em nha. Trời ơi đẹp lắm mới chơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H8 nha cả nhà ơi. Dạ H8 với em luôn nha chị ơi, con H8 với em nha, đang mặc là con H20 với em luôn. Rồi ôm con mà nè thì lấy con mà đó chị yêu ơi, chọn mà chọn sai chút luôn cho la nhộng về mất giá hồi thì mình em luôn nha. Đang cầm cho mấy chị là con H16 vậy. Rồi em mặc màu khác mấy chị ơi, em mặc màu khác cho mấy chị coi nha. Chị nào đang vào xem like chấm chấm anh giùm em đi cả nhà ơi. Làm gì thế? Không nãy em làm gì anh lo vậy? Hôm nay nó cũng rảnh dữ. Mày đo đi gọi hồi bà già chửi mày. Ủa ta cần ta mới lo chứ. Lo lên. Đo hoặc bà già chửi nè. Rồi lên nhanh tay nhấp vào cho hàng cho em chị, chọn mà chọn sai chút luôn trên like nha.
Trên tay của em đang cầm là con H16, con H15, H12 và con H14 nha chị ơi. Chị lại gần cô Trang mà đặt chứ lộn. Chọn mà chỗ sai mình chút luôn, trên lai nhận về mất giá hời cho em chị ơi. Em cũng bị đúng không? Tao lại gần hồi tao cũng bị à. Tại vì tính ra em cũng ngồi gần thôi, cô Trang chửi em luôn. Chưa chửi hả? Chửi. Dạ không bị chửi. Lại xíu rồi bà chửi. Không đến 5 phút nữa. Đứng rồi không tới 5 phút nữa thôi, qua mình lại là bị gì đó. Không biết nữa. Ừ con mà này chốt con mà đó cho em nha. Chọn mà chọn sai mình chốt luôn coi trên like cho em chị nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn mà chọn sai với em nha. 20 mà tương đương với 20 bông hoa phan khác trà tha hồ mới chịu lựa chọn luôn. Nhanh tay mình nhấp vào giỏ hàng, chọn mà chọn sai chốt luôn trên like nhận về mức giá hời cho em nha chị ơi. Trên tay có đang cầm là con H2, con H15 và con H12 và con H14 cho em nha chị ơi. Chọn mà chọn sai nhấp vào giỏ hàng, nhanh tay nhấp vào giỏ hàng, chọn mà chọn sai với em chốt luôn trên like nhận về mức giá hời nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về là vừa là đẹp cho em chị. Nhanh tay nhắc vào gió hàng với em nha chị ơi. Chị cao 1m50 nặng 52 cân mặc size nào em? Tới giờ là size 2 đi chị, size 2 là sẽ là vừa là đẹp nha. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H9 cả nhà ơi. Rồi con này chị nào lấy chọn giùm em là màu H9 nha cả nhà. H9 89.000 hỏi không trời. À chị ơi chị cõi cái gì đó cục vàng ơi, chị hỏi cái gì em không thấy nè chị ơi, hỏi lại giùm em đi cục vàng ơi. Chị Trang Trang ơi sao em không thấy gì hết nè, hồi nãy chị hỏi em áo đang mặc là bao nhiêu, em trả lời là 89.000, chị hỏi gì nữa cục vàng ơi. Ủa chị hỏi cái gì vậy ta, chị hỏi lại giùm em đi cục vàng ơi. Dạ cái áo chị đang mặc bao nhiêu vậy? Dạ 89.000 á chị Trang Trang ơi, em không thấy thì trời ơi em comment hai đứa luôn á cục vàng ơi, không nó bị ẩn á chị ơi, nó bị ẩn em không thấy. 89.000 một áo nha cục vàng ơi. Chị lên chiều cao con nặng đi, rồi chị lên chiều cao con nặng giùm em đi cục vàng ơi. Trời em livestream là em nhờ mấy chị hỏi em á, mấy chị không hỏi em rồi biết đường em trả lời. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. Rồi có gì nữa không chị ơi, có gì nữa chị hỏi giùm em đi chị Trang Trang ơi, nãy giờ nó bị ẩn. Bộ trên mấy con canh đẹp quá em muốn chị mua, bưng qua đây cho em coi. Đi bưng kìa. Trời ơi. Đi bưng đi. Ác quá. Đi bưng đi em coi, muốn một canh nữa luôn á, xong rồi sắp lại. Đẹp quá, giờ gần 4 canh thôi cục vàng thôi. Vẫn gần không nổi. Không chơi đâu cục vàng. Vẫn gần không nổi. Tự nhiên em bị liệt. Tự nhiên tay chân em nó bị cứng đơ nghe. Đây, con nặng 57 cân, 1m6 là size 2 giùm em với chị Trang Trang ơi. Chị Trang ơi lấy cái áo trên tay với áo đang mặc của chị. Chị ơi vô giỏ hàng, con này là H20 nè, H20 và con H9 thôi giùm em nha. Để em ghi vào giỏ hàng nha. Quá trời cái nết của bà mới chơi, bây giờ 4 canh đẹp quá, giờ đem lại cho ghi lại cho bà coi đi. Chị ghi nổi gì chị, nói cho chị ghi thôi. Một mình em ghi được thằng cùng một con canh rồi. Mình chị ghi nổi không? Tới một chuyện vậy chứ. Trời ơi là trời, sống gì nổi không? Thấm gì thọ không mấy chị ơi, cho chị mượn cho em. Trời ơi bà làm cái hồn vía bay phấp phới luôn á cục vàng. Trời ơi trời. Một canh là cho chị coi kìa rồi đó. Thôi chị ơi em quá trời sợ rồi. Dạ rồi chị nào đây xem live mình tim chấm chấm tương tác qua lại với em nha. Để nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em đi chị ơi. Nhanh tay nhấp vào giỏ hàng đi chị, chọn mà chọn sai chút luôn trên live nhận về mức giá hời bên em nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về cho em chị ghim cái áo đi chị. Rồi em có ghim lại đó gọi cho mình nha, để em ghim lại cho mình nha chị ơi. Em nhảy đà 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 em xỉu cho rồi luôn á cục vàng ơi, thề luôn á. Rồi chị Phú Tranh ơi, chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu, chị lên chiều cao con nặng, quan trọng là đồ bên em cái chiều cao cái cân nặng của mình nha cục vàng ơi. Ghim cái áo đó lên đi chị. Em coi bộ màu cam. Đúng rồi, bà coi cam đi rồi em lấy cho bà coi, bà kêu em ghim bút con canh nó lại tới đây là tới công chuyện luôn á cục vàng ơi. Thiệt luôn á. Em đi tới bà xong là em nghỉ like luôn, em đi luôn rồi. Em đi về nhà em ngắm cảnh luôn. Rồi chị ơi, chị Trang ơi vô giỏ hàng thấy được chưa, em ghim lại cho chị Trang chưa? Rồi, em ghim lại rồi. Chị Trang ơi vô giỏ hàng có H20 và con H9 thì vô giỏ hàng đặt từ từ giùm em đây. Bà ơi bà coi vậy đi cho nó rộn. Cái này thì em bế lại được nè. Cái này thì em bế là được, còn vàng của em ơi, còn con canh không biết bế được nào luôn á. Bảo một con mới chưa mới nổi. Em bế này ở đây mấy chị nhìn mấy con canh của em, mấy chị hú hồn, mấy con mấy chị xỉu, mấy chị hái mang canh em không? Trời ơi ai làm lợi nhà em. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, nó là màu cam nha, 125.000 luôn giùm em nha. Rủ ai có con canh giống em mấy chị ơi. Thoài vùng nhà em cho nó có kính mát luôn đó. Hôm nay cái đầu nó chọc lóc rồi, không có gắn kính lên được chứ hồi ngày nó không có đeo kính đâu đó mấy chị. Trời cao 1m64, 62 con là size 3, chị Phú Hanh ơi. Chị Phú Hanh đặt đơn lên này giùm em nha. Rồi con áo đó là 125.000 cục vàng, còn dạ em đang mặc là H9 nha.
Ôi con mà nè thì nhóc vào giỏ hàng mình chọn con mà đó chị chịu ơi, chọn mà chọn sai chút luôn danh like cho em nha. 40 con đổ lên 85 con đổ về là mình sẽ mặc vừa mặc đẹp cho chị ơi. Lo cho em là cái chiều cao kèm cho em nha. 89.000 luôn giùm em cả nhà ơi. 42 con là chọn giùm em là size 1, 57 con là mình chọn giùm em là size 3 nha cục vàng ơi, size 3 giùm em nha. Chị nào đã săn đã mua rồi comment cho em biết nha. Chị nào đã săn đã mua rồi comment cho em biết nha mấy chị ơi. Chọn rồi, chọn sai chút luôn trên like với em chị ơi. 40 con đổ lên 85 con đổ phải là vừa là đẹp cho em luôn nha. Nhấp vào gió hàng đi chị, chọn mà chọn sai chút luôn trên like với em để nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em luôn nha. Chỉ với 89 cành thôi là nhận về con áo rất là xinh cho mình rồi chị. Nhanh tay nhấp vào gió hàng với em nha chị ơi. Đang mặc cho chị là con H9 giùm em nè. 40 con đổ lên 85 con đổ về là vừa là đẹp cho em nha chị ơi. Chỉ có 1m60 60 con nhấp vào gió hàng chọn size 3 cho em nha chị ơi. 1m50 52 con lấy ra size 2 cho em chị. Rồi mấy chị ơi coi thử giùm em, chị nào đã săn đã mua đã đặt được rồi comment lên cho em biết. Một áo là đang có giá là 89.000, một quần là 85.000, cả một set trời ơi. Cảm ơn chị đã đặt hàng luôn nha. Cảm ơn chị đã đặt được đơn nha. Dạ yeah. Rồi chị Trang Trang ơi, chị thấy được chưa cậu vàng ơi, chị Trang Trang mà chưa thấy được nữa báo giùm em để em hỗ trợ cho mình nha. Rồi 89.000 một con, quần là 85.000, cả set là 174.000 luôn giùm em. Đơn giản nhẹ nhàng dễ mặc nha cả nhà ơi. Dạ đơn giản nhẹ nhàng rất là xinh cho em luôn chị ơi. Chọn mà chọn sai chút luôn trên like nhận về mức giá hời giá rẻ từ bên em đi chị ơi. Canh thì đẹp, tóc thì xấu. Đúng rồi chị ơi, nó đỡ đó chị, nhiều bữa nó còn xù hơn vậy nữa. Hồi nãy thì chú em mới vuốt nó đó. Không, tại che lại chị nó. Chứ mà giờ mà tháo cái tóc nó ra là nó cướp mất luôn cái này. Thì chị ơi, tại vì con canh nhà em là không ai có đâu mấy chị. Tại vì nó, chị ơi, tại cũng tại nó chứ ai, em ngồi em like mà nó cứ lấy cái áp của em hoài. Nó đã đẹp hơn em thì thôi, nó để vậy đi, không đâu. Em xấu mà nó giành của em thì đó giờ nó mất mặt luôn cục vàng thôi. Nó đã mình xấu rồi mình mới nhờ cái áp mà nó, mình đưa nó vô một cái nó lấy cái áp của mình. Nó làm mình tái xanh tái đỏ luôn mấy chị, như con mình bị bệnh lai vậy đó. Nó kết cục của nó là giờ là nó hành vậy đó. Nó hành là gì, ninja một mắt, ninja nửa mặt. Ê, có mắt mình nhìn ninja nửa mặt người ta đồ đó mấy chị ơi, nó đó. Nó đó mấy chị ơi. Em cho nó vậy đó mấy chị ơi, nó còn nhồi chậu vậy mà lâu lâu nó còn nhận diện được nữa đó mấy chị ơi. Đây con này luôn giùm em nha, H4 nha. Rồi con này H4 luôn giùm em nha mấy chị ơi. H4 giùm em nha chị ơi, H4 89 cành giùm em nha. Nó yêu nghiệt lắm mấy chị ơi, mấy con đó nó đứng nó lại bất đắc dĩ đó, mấy em cũng đẩy nó đi rồi. Trời ơi, em mà có được cơ hội là em cũng đẩy nó đi rồi chứ em không có để nó đứng đó đâu, nó cái đầu bất đắc dĩ mới cho nó đứng thôi. Đây con này chọn giùm em luôn mấy chị ơi, màu tím H16 giùm em nha. Dạ. Chọn mà chọn sai mình chút luôn trên hai để nhận về mức giá hời cho em nha, nhanh tay nhắc con này đi chị. Dạ. Ơ con mà nè thì lấy con mà đó cho em nha. Con H18 cho em. Trời H8. Con này chọn giùm em là H8 mấy chị ơi, H8 luôn giùm em, 89.000 luôn giùm em nha. Chị em mà đưa mấy con canh nó là còn mấy chị là có mấy chị ngủ nhiều thôi, mấy chị mơ luôn á. Mặt nó đẹp lắm nhưng mà tại vì nó vô duyên quá người ta vậy đó. Mặt nó đẹp thiệt. Đây có cái con màu mắt xanh mỏ đỏ lại cấp rồi. Con vẽ bằng mắt ni lông nữa mấy chị ghê lắm. Con mắt xanh á, con bữa hẩm cho con bé Thi nó vẽ. Cùi lắm. Rồi 89.000. Mời về bển like. Rồi mời lên phòng like mấy chị, mời dưới đây nữa đâu mấy chị chê canh quá, mời lên phòng like. Chỉ có bức tường về em thôi. Đây con này cho giùm em là mã H1 nha. Thẩm giờ là 4 năm chị chơi con canh nhà em rồi đó. Nhưng mà hai bên vẫn là có hai con canh. Không. Tao đẩy nó ra khỏi thế giới luôn. Rồi, 89.000 đã đặt, trời ơi. Cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn chị rất là nhiều luôn nha chị ơi. Bên đó còn, bên đây. Trời ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn.